kính thưa quý vị trong phần giải đáp hôm nay thiền gia soạn giả nguyễn nhân viện chủ tổ đình chùa thiền tâm tân diệu sẽ giải đáp cho chính vị gồm 1. Nguyễn Việt Đức Sinh ngày 26 tháng 2 năm 1978 tại Hà Nội Hiện đang cư trú số nhà 154 Phan Văn Định, thành phố Đà Nẵng Số điện thoại 0906 553931 2. Trần Lam Sinh năm 1969 Địa chỉ Gò Công, tỉnh Tiền Giang 3. Vũ Ngọc Anh sinh ngày 5 tháng 7 năm 1988, cư ngụ số 8 xẹt 4 xẹt 12 chợ con, Lê Chân, Hải Phòng, số điện thoại 0902 011 755. 4. Trần Thị Diễm Tuyền, cư ngụ tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 0905 408617. 5. Nguyễn Thị Hoa, Cư ngụ tại Đà Nẵng, số điện thoại 0934805137. 6. Huỳnh Thanh Điệp, sinh năm 1967, Cư ngụ ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Số điện thoại 0908 570808. 7. Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 13 tháng 6 năm 1989, Tại Quảng Thịnh, Hải Hà, Quảng Ninh, Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. 8. Lê Văn Phước Thọ, sinh năm 2002, 19 tuổi, cư ngụ tại số 156 đường An Dương Vương, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0373 649932 hiện đang là sinh viên năm 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. 9. Nhóm Phật tử Thiền Tông Mỹ Phước Bình Dương Người đại diện hỏi là Phật gia Thiền Tông Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1976, hiện cư ngụ Mỹ Phước 1, Bến Cát, Bình Dương. Số điện thoại 0972 49 7408. Đầu tiên là câu hỏi của Nguyễn Việt Đức, cư ngụ thành phố Đà Nẵng. Nguyễn Việt Đức sinh ngày 26 tháng 2 năm 1978, sinh ra tại Hà Nội. Cư trú số nhà 154 Phan Văn Định, thành phố Đà Nẵng. Số điện thoại 0906 553931. Có một câu hỏi mong bác Nguyễn Nhân và ban quản trị giải đáp giúp. Câu hỏi của Nguyễn Việt Đức, Cư trú số nhà 154 Phan Văn Định, thành phố Đà Nẵng. Vậy Phật, Thần, Thánh, Tiên, Cô Hồn, Ma Quỷ có đọc được suy nghĩ của loài người không thưa bác? Cháu xin cảm ơn bác Nguyễn Nhân và ban quản trị đã nhận câu hỏi của cháu. Cháu xin chúc bác Nguyễn Nhân và ban quản trị mạnh khỏe và an lạc. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi của Nguyễn Việt Đức. Bác Nguyễn Nhân cảm ơn cháu Nguyễn Việt Đức đã chúc bác và ban quản trị mạnh khỏe. Bác Nguyễn Nhân trả lời. Phật, thần, thánh, tiên, câu hồn, ma quỷ đọc được suy nghĩ của lời người. Tiếp theo là câu hỏi của Trần Lam, cư ngụ tỉnh Tiền Giang. Kính gửi chùa Thiền Tông Tân Diệu và Bác Nhân. Con tên Trần Lam, sinh năm 1969, địa chỉ Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Câu hỏi của Trần Lam ở Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Xin bác cho con hỏi về tích điển Ca Di Tỉnh Phụ. Trước lúc vua cha Lâm Trung, Đức Phật có hỏi vua cha như sau phụ dương có thấy nước ca tỳ la vệ không phụ dương thấy phụ dương có thấy thành ca tỳ la vệ không phụ dương thấy phụ dương có thấy dương miệng trên đầu phụ dương không phụ dương thấy bác cho con hỏi đây có phải là diệu thuật hay công thức của đức phật để giúp trung ấm thân của vua cha xuất ra nơi mắt để trung ấm thân của đức vua được về cõi trời vì con nghe bác giảng mắt má sinh thiên Xin bác giải thích rõ giúp con và theo thiền tông có công thức để giúp ông bà, cha mẹ hoặc người thân qua đời được vào dòng tộc tái sinh hay đi các cõi lành khác. Cảm ơn bác. Gò công ngày 2 tháng 10 năm 2021. Cháu Lam. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi của Trần Lam. Ở thế giới nhân quả này, thân ai nấy lo, nghiệp ai nấy chịu đức phật là người có phước đức lớn mà còn không giúp được hoàng tộc mình khi bị nạn chúng ta là những người chỉ có phước đức đủ mang thân người thôi đừng có mong cứu giúp ai hết may mắn gặp được thiền tông lo tạo công đức mang trở về phật giới còn ông bà cha mẹ và người thân của mình muốn giúp họ giải thoát thì được nên tìm phương cách nào hay nhất giúp họ nếu họ thực hành theo thì họ được giải thoát còn cháu muốn có công đức thì lo tạo công đức đừng suy nghĩ và làm theo cách tu vật lý mà bị nhân quả không thể trở về phật giới được cháu hãy nghe những câu kệ của đức phật dạy thế giới vật chất trần ai quy luật vật lý công tài thoát ra thiền tông được phổ biến ra nương theo thiền học mà ra luân hồi người sống nhân quả phải thôi thiền tông đừng nghĩ chuyện đời thế gian nghiệp mình thì phải tự mang đừng mong cứu giúp thế gian được nào Câu chuyện Đức Phật hỏi Phụ Vương có ý nghĩa như sau Đức Phật kiểm tra căn mắt của Phụ Vương Xem coi căn mắt của Phụ Vương có mở được không Căn mắt của Phụ Vương mở được Thì vua tịnh phạn sau khi chết Được vãng sanh lên cõi trời đau lợi, hưởng phước Là có một người con Phật Tức vị toàn năng toàn giác Tiếp theo là câu hỏi của Vũ Ngọc Anh cư ngụ Hải Phòng. Cháu chào bác nhân và ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Cháu là Vũ Ngọc Anh, sinh ngày 5 tháng 7 năm 1988. Cư ngụ 8 sạc 4 sạc 12 Chợ con Lê Trân, Hải Phòng. Số điện thoại 0902 011 755. Cháu có 7 câu hỏi về Thiền Tông, mong bác giúp cháu trả lời. Cháu xin cảm ơn ạ. À. Câu hỏi 1 của Vũ Ngọc Anh cư ngụ ở Lê Chân, Hải Phòng. Đức Phật đã truyền bí mật thiền tông cho ông Mahagajip rồi. Tại sao trong Huyền ký nói Đức Phật sau khi nhập kim quang một ngày sau ông Mahagajip mới về tới? Ông A Nan mở nắp quang cho Đức Phật truyền bí mật thiền tông cho ông một lần nữa. Lần này truyền là truyền gì ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi một của Vũ Ngọc Anh. Đức Phật truyền thiền lần thứ hai là vì Đức Phật nhắc nhở ông Maha Ca Diếp đừng có quên lời của Như Lai dạy. Hãy truyền pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền này cho ông A Nan Đà. Ông A Nan Đà truyền tiếp. Để đến đời mạt thượng pháp, long nữ ở đất rồng của nước rồng cho công bố ra có ba phần. Một, chuẩn hóa đạo Phật lại vì đến đời mạc thượng Pháp Đạo Phật không còn ai tu đúng nữa Hai Công bố Pháp môn thứ sáu ra Để tinh hoa đạo Phật Được trưng bày ra ánh sáng 3. Người tu nào muốn thành Phật Tức giả thoát Cũng gọi là trở về Phật giới Biết công thức Tạo công đức Mang trở về Phật giới Thành Phật Câu hỏi 2 của Vũ Ngọc Anh cư ngụ ở Lê Chân, Hải Phòng. Có những cách nào để một vị Phật biết là có người muốn giải thoát để giúp người đó không? Khi vị Phật đó biết thì các vị thánh có biết không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 2 của Vũ Ngọc Anh. Không có cách nào hết. Đức Phật dạy đạo ở thế giới nhân quả này, Đức Phật không dám làm sai nhân quả một chút nào. Nếu Đức Phật làm sai nhân quả thì Đức Phật cũng bị nhân quả như bao nhiêu người khác. Vì vậy, Đức Phật ăn cơm bằng lúa của ngựa ăn, Đức Phật cũng phải ăn. Gươm rơi trúng bàn chân của Phật, bàn chân của Đức Phật cũng bị chảy máu. Phật cũng chỉ là con người bằng xương màu thịt thôi, đói cũng phải ăn, mệt cũng phải nghỉ. Còn các vị thánh chỉ lo việc của các vị Chứ các vị thánh hoàn toàn không giúp Đức Phật được Ngoại trừ những điểm mà các vị thần thánh tiên Hứa giúp Đức Phật Thì các vị mới giúp mà thôi Ban thánh chỉ giúp tánh người sống đúng tư cách của con người thôi Tánh con người nghe thì làm theo các vị ban thánh Còn tánh con người không nghe Thì làm theo các loài cô hồn suối bão Đi luân hồi ráng chịu Ban tiên chỉ giúp tính người sống an nhàn Đừng tu hay tin chuyện gì hết mà bị nhân quả Chờ ngài vị Phật cho công bố pháp môn giải thoát ra Tìm đến học công thức Tạo công đức mang trở về Phật giới Câu hỏi 3 của Vũ Ngọc Anh Cư ngụ ở Lê Chân, Hải Phòng Khi một tánh Phật gặp trưởng dòng tộc Để sinh vào làm con trong dòng tộc tạo công đức một vị Phật phải phân thân vào để chứng minh nếu tánh Phật không chịu ra thì vị Phật này phải có trách nhiệm đưa tánh Phật đấy ra bác cho cháu hỏi một vị Phật này đã làm gì để giúp tánh Phật tạo công đức trở về Phật giới hai khi tánh Phật này mang công đức trở ra vị Phật này có làm hoa tiêu để đưa tánh Phật này ra không hay là do vị Phật khác làm ba làm sao để phân biệt là có vị Phật nào giúp mình Hay là vị Thánh nào đang giúp mình ạ à? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 3 của Vũ Ngọc Anh Bác Nhân trả lời ý 1 Vị Phật này không làm gì Để giúp Chánh Phật tạo công đức Trở về Phật giới được Vì sao Vì vị Phật đâu có ở thế giới vật chất này mà giúp Bác Nhân trả lời ý 2 khi tánh Phật mang công đức trở về Phật giới Vị Phật rước tánh Phật mang công đức trở về Phật giới Là do các vị Phật bên Phật giới sắp đặt Bác nhân trả lời ý ba Ở trái đất này không có vị Phật nào ở Thì làm gì có kim thân Phật nào giúp mình mà mong mà cầu mà lại Trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy Gặp Phật giết Phật thì có vị Phật nào dám lời gần mình đâu mà giúp. Bác Nguyễn Nhân đã trả lời ba ý của câu hỏi thứ ba của cháu Vũ Ngọc Anh. Câu hỏi 4 của Vũ Ngọc Anh cư ngụ ở Lê Chân, Hải Phòng. Một, bác có nói khi một người làm việc ác là do tánh ác họ suối mình làm vậy. Sau đó tánh tiên trở lại nên mới có việc mình thấy hối hận khi làm sai. Hai, cho cháu hỏi Đối với những việc mình làm theo kỹ năng nghề nghiệp Hay phản xạ Mình không suy nghĩ gì hết Mà chỉ làm vậy Ba Khi đó tánh gì đang điều khiển mình ạ à? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 4 của Vũ Ngọc Anh Cháu phải biết tổ chức của tánh người Thì cháu mới biết suy nghĩ và hành động Tức làm việc của con người Đầu tiên Điện từ âm dương cuốn hút tinh cha nõn mẹ lại tạo thành là thai nhi khi điện tử âm dương cuốn hút đủ công suất mới phát sinh ra tánh người có 16 thứ trong tánh người này có bốn thứ để khiến thân người tạo nghiệp gồm một là tưởng nên làm đủ thứ chuyện trong đó có tu nên bị nghiệp hai là tham nên thấy gì cũng tham muốn lấy về cho mình nên bị nghiệp ba là ác ai làm sai ý mình là chửi là muốn giết người ngay nên bị nghiệp bốn là kiến chấp cho ta là tài giỏi ai nói gì cũng không nghe nên bị nghiệp đầu tiên khi tánh phật mang thân và tánh người tánh người thì trống rỗng tánh phật mượn tánh trống rỗng này để làm phương tiện nói nghe thấy biết tánh thánh trợ giúp tánh người sống trong nhân nghĩa lễ trí tính để đúng tư cách của một con người tánh tiên trợ giúp tánh người sống trong an nhàn không làm chuyện bậy bạ mà vì nhân quả luân hồi để chờ ngài vị phật cho công bố công thức tạo công đức thực hiện đúng mang trở về phật giới ở thế giới này Loài ngạ quỷ ở khắp nơi Tìm đủ mọi cách Khiến tính người làm chuyện bậy Để bị nhân quả luân hồi Vì vậy Người nào bị loài ngạ quỷ chiếm thân rồi Thì loài ngạ quỷ sai gì Cũng phải làm theo loài ngạ quỷ Tức bị loài ngạ quỷ sai khiến vậy Còn mình sống và làm việc Là tưởng việc làm Đây là theo nhân quả nghề nghiệp là nhu cầu sống của con người con người phải tưởng để làm để sinh sống còn đạo phật là đạo dạy chân thật ở thế giới này và dạy con người biết ở trái đất có năm thành phần thành phần một là loài người có bốn việc làm một là lo làm ăn để nuôi thân hai là có gia đình phải lo cho gia đình ba là có tổ quốc phải lo cho tổ quốc bốn là không làm sai pháp luật thành phần hai là loài thần có bốn việc làm một là lập ra bảy ban để quản lý thân và tánh người cho tánh phật mượn hai là quản lý tánh phật mượn thân và tánh người làm gì ba thực thi nhân quả tánh phật mượn thân và tánh người bốn là tổ chức hành lễ tiễn hay dặn dò tánh phật mượn thân và tánh người mang công đức trở về phật giới thành phần ba là loại thánh có bốn việc làm một là lập ra bốn ban để giúp thân và tánh người cho tánh phật mượn hai lập ra ba đạo thần thánh tiên để tánh phật nào mượn thân và tánh người tưởng tượng nhiều quá vào một trong ba đạo này tu để không còn tưởng tượng nữa ba là giúp tánh người sống đúng tư cách của con người để xã hội yên bình bốn là phụ giúp các ban thần làm việc thành phần bốn là lồi tiên có ba việc làm một là lập ra nước bồng lai tiên cảnh và đại hải thanh tịnh để giúp thân và tánh người cho tánh Phật mượn Nếu phát ra tưởng nhiều quá Vào một trong ba đạo này tu Để không còn tưởng nữa Chờ Ngài vị Phật cho công bố pháp môn giải thoát ra Đến học công thức trở về Phật giới Hai là giúp tánh người sống an nhàn Để không bị nhân quả Nhất là tu và tinh hiển linh Ba là phụ giúp các ban thần làm việc Thành phần năm là loài ngạ quỷ không tuân theo nhân quả chuyên làm một là lập nơi linh thiêng hai là tổ chức dụ nhiều người đến cầu sinh và lại ba là xưng đủ thứ danh bốn là suối tính phật mượn thân và tánh người theo họ cháu tu theo đạo phật khoa học vật lý thiền tông việt nam mà cháu hiểu cơ bản như đưa trên thì tu mới không sai còn nếu cháu tu theo Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam mà cháu không hiểu cơ bản như nêu trên thì chắc chắn 100% cháu tu sai hoàn toàn. Câu hỏi năm của Vũ Ngọc Anh, cư ngụ ở Lê Chân, Hải Phòng Các chư Phật có giúp đỡ chỉ mình làm việc gì không? Hay có nhờ tánh tiên hay thần hỗ trợ mình làm việc không? Nếu có giúp mình thì có được gọi là tánh của các chư Phật hỗ trợ mình không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 5 của Vũ Ngọc Anh Chư Phật thì ở Phật giới Làm sao giúp tính người được Vì vậy Đức Phật khi trở về Phật giới Có để lại quyển Kinh Kim Cang Dạy như sau Ở thế giới này Bất cứ hình tướng gì đều là giả Đừng có làm theo mà bị nghiệp Vì vậy Người tu theo đạo Phật Gặp Phật phải giết Phật Người nào theo Phật mà đụng gì cũng lại là lại ma đó. Câu hỏi 6 của Vũ Ngọc Anh, cư ngụ ở Lê Chân, Hải Phòng. Một người theo Thiền tông muốn giải thoát trở về Phật giới, nhưng vì nhận là căn cơ kém, không thể giải thích cho người khác hiểu về Thiền tông được, nên họ duy nhất là sống làm việc, kiếm nhiều tiền để mua sách tài liệu Thiền tông, tặng lại cho người khác. Ai hỏi gì có theo Thiền tông không? họ cũng không nói, chỉ bảo là tôi sưu tầm được, thấy hay nên tặng sách giới thiệu cho mọi người. Bác cho cháu hỏi, người này làm như vậy có đúng theo Thiền tông không và làm như vậy có giải thoát được không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 6 của Vũ Ngọc Anh. Người này làm vậy là rất đúng với tôn chỉ của Thiền tông. Câu hỏi 7 của Vũ Ngọc Anh, cư ngụ ở Lê Chân, Hải Phòng. Một người theo thiền tông, đạt được bí mật thiền tông. Khi có người đến hỏi họ về thiền tông, họ thường kể quá khứ họ theo pháp môn khác đạt được gì, thấy cái gì. Họ hay làm thơ kệ. Thấy người khác làm thơ kệ không hay, họ nói. Nhưng khi gặn hỏi người khác làm sai ở đâu, thì họ không nói được rõ ràng. Bác cho cháu hỏi. Một, người này làm như vậy có đúng theo thiền tông không ạ? À? Hai, làm thế nào để một người tu theo thiền tông tự đánh giá được mình tu đúng hay sai ạ à? cháu xin chân thành cảm ơn bác nguyễn nhân trả lời câu 7 của vũ ngọc anh người này tu vậy là tu theo thiền tông không đúng làm thế nào để một người tu theo thiền tông tự đánh giá được mình tu đúng hay sai thì đánh giá như sau một cứ lo làm ăn hai ai nói đến thiền tông cũng nghe ba thấy ai nói mê tín là đúng đưa quyển sách trần nhân tông dạy con cho người đó đọc đừng góp ý gì hết khi nào người đó hiểu là thôi mình có công đức tiếp theo là câu hỏi của trần thị diễm tuyền cư ngụ huyện nhà bè thành phố hồ chí minh con tên trần thị diễm tuyền Cư ngụ tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh Số điện thoại 0905 408 617 Còn có 10 câu hỏi, mong bác trả lời giúp con ạ à. Câu hỏi 1 của Trần Thị Diễm Tuyền ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh Trong kinh Pháp Hoa, Phẩm Phương Tiện, Đức Phật nói với ông Xá Lợi Phất Xá Lợi Phất các ông nên một lòng tin hiểu thọ trì lời phật dạy lời của như lai nói không hư vọng không có một thừa nào khác chỉ có một phật thừa thôi dạ thưa bác đức phật dạy các phương tiện cũng như sáu pháp môn năm pháp môn đầu cũng có thành tựu nhưng chỉ thành tựu trong vật lý không về phật giới chỉ có pháp môn thứ sáu là về phật giới vậy có phải pháp môn thứ sáu là pháp môn mà Đức Phật đã khẳng định trong kinh Pháp Hoa chỉ có một Phật thừa mà thôi. Đây mới đúng là cốt tủy của đạo Phật không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi một của Trần Thị Diễm Tuyền. Đức Phật đã khẳng định nơi kinh Diệu Pháp Liên Hoa rằng: Như Lai dạy Phật thừa mới giác ngộ và giải thoát được mà thôi. Vì kinh diệu Pháp Liên Hoa phổ biến ra Có quá nhiều người chửi cho là tà đạo Vì kinh diệu Pháp Liên Hoa phổ biến ra Có quá nhiều người cho là của bọn ma vương Nên Đức Phật dạy thêm câu Người chửi như lai Tội không nặng bằng Kinh chê kinh diệu Pháp Liên Hoa Vì vậy Chúng ta tu theo kinh diệu Pháp Liên Hoa Hãy thận trọng Đừng khinh hay chê kinh diệu Pháp Liên Hoa này mà vào hầm lửa lớn đó pháp hoa là thấy cành hoa nhận ra phật tánh là ta ngộ thiền thiền tông là nhất tự thiền đưa người công đức về miền quê xưa thiền tông không nệ sớm trưa người có công đức là về được ngay thế giới vật chất trần ai hãy tu là phải vào ngay luân hồi tu thiền mà tu đúng rồi là bị nhân quả hết rồi về quê muốn về quê cố gắng về nếu có công đức về quê được liền thế giới vật chất linh thiêng đường dính đường mắt linh thiêng làm gì thế giới vật chất sân si nếu có công đức là đi về nguồn. Câu hỏi 2 của Trần Thị Diễm Tuyền ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ thưa bác, con thấy trong kinh Pháp Hoa, khi Đức Phật phóng hào quang đều phát ra ở nơi tướng lông trắng giữa hai chân mày. Vậy khi Đức Phật làm hoa tiêu rước tánh Phật trở về Phật giới, có phải cũng là hào quang phát ra từ giữa hai chân mày, rọi từ ngoài trái đất không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi hai của Trần Thị Diễm Tuyền. Tất cả các vị Phật phóng hào quang ra, dù phóng ra ở lục ấn đường, tức sáu lỗ giữa hai chân mày, gồm một là Phật nhãn, hai là Huệ nhãn, ba là pháp nhãn, 4 là thiên nhãn, năm là thần nhãn, 6 là thánh nhãn. đều ở lục ấn đường này hết. Câu hỏi 3 của Trần Thị Diễm Tuyền ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Người bị mang trọng tội xuống hầm lửa lớn có được ăn không thưa bác? Nếu được ăn thì ăn thức ăn gì thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 3 của Trần Thị Diễm Tuyền. Người bị trọng tội chỉ ở địa ngục. Người bị siêu nhân quả bị vào hầm lửa lớn. Thức ăn của họ là lửa. Câu hỏi 4 của Trần Thị Diễm Tuyền ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Khi lục tổ Huệ Năng gần viên tịch, Ngài có làm bài kệ Ngột ngột bất tu thiền Đằng đằng bất tạo ác Tịch tịch đoạn kiến văn Đảng đảng tâm vô trước Và thưa bác Ý của lục tổ trong bài thơ này là gì ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 4 của Trần Thị Diễm Tuyền Ý bốn câu này lục tổ dạy như sau một Nhất định không tu thiền mà bị nghiệp hai giữ vững không làm mát mà bị nghiệp ba yên lặng không nhìn chữ 4. để tâm yên lặng không khởi niệm phần này đức vua trần nhân tông có họa bài kệ thiền tông nhất định không tu công dính công mắt là tu đấy mà không cần kinh sách viết ra để tâm thanh tịnh là ra luân hồi. Câu hỏi năm của Trần Thị Diễm Tuyền ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ thưa bác, tại sao người có công đức phước đức bằng nhau và người có công đức ít thì Đức Phật không phân thân vô trái đất rước về Phật giới mà chỉ có công đức vô lượng Mới được Phật phân thân vô trái đất rước về ạ à? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi năm của Trần Thị Diễm Tuyền Hằng này như ở thế gian Học sinh nào thi đổ thủ khoa Thì mới được danh dự này Dân làng rước về Học sinh nào thi đổ thường Thì tự đi về không ai rước Câu hỏi 6 của Trần Thị Diễm Tuyền ở huyện nhà bè thành phố hồ chí minh thưa bác một người từ phật giới vào trái đất mượn thân và tánh con người phải luân hồi lăn lộn như thế nào thì mới có đủ khả năng tạo được công đức vô lượng ạ à. còn công đức phước đức bằng nhau và công đức ít có phải là do lăn lộn ít hay sao bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 6 của Trần Thị Diễm Tuyền. Mỗi tánh Phật vào trái đất phải bị nhân quả luân hồi ở trái đất và tam giới, ít nhất là 5 hay 6 trái đất, mới có cơ may gặp được công thức giải thoát trở về Phật giới. Còn công đức vô lượng, một triệu tánh Phật trở về Phật giới, may lắm mới có một tánh Phật tạo được mà thôi. Còn công đức, phước đức bằng nhau hay công đức ít là tùy theo tính của mỗi người. Câu hỏi 7 của Trần Thị Diễm Tuyền ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ thưa bác, có người nói thiền tông là không có văn tự, không một lời để thuyết, chỉ có tâm truyền tâm. Còn thiền tông của bác viết tới 11 quyển sách thì nghe lạ quá, Dạ thưa bác, người này có ý nói bác truyền Thiền tông như vậy không đúng kiểu tâm truyền tâm. Bác có thể trả lời câu thắc mắc này được không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 7 của Trần Thị Diễm Tuyền. Mở đầu Đức Phật dạy pháp môn Thiền tông bằng câu: Bất lập văn tự, tức không viết bằng văn tự. Giáo ngoại biệt truyền. Pháp môn giải thoát này phải đặc biệt truyền riêng. Trực chỉ chân tánh. Đức Phật chỉ thẳng tánh Phật của mỗi người. Kiến tánh thành Phật. Người nào thấy bằng tánh Phật của mình thì mới thành Phật được. Còn tâm truyền tâm. Đây là của năm pháp môn dụng công tu hành có chứng và có đắc theo quy luật nhân quả luân hồi của vật lý không giải thoát được tức không trở về phật giới được nói rõ hơn truyền tâm ấn là truyền kinh nghiệm của thầy truyền cho đệ tử còn truyền bí mật tiền tông là truyền những lời bí mật của đức phật dạy cho hậu thế người nào nhận được quyển giáo lý đạo phật khoa học vật lý tiền tông việt nam cũng gọi là kinh vô tự của Đức Phật bí mật truyền theo dòng thiền tông do 36 vị tổ thiền tông Ấn Độ, Trung Hoa và Việt Nam truyền cho hậu thế thì người này mới có tài liệu đủ tư cách đứng ra truyền bí mật thiền tông cho người sau để kiểm chứng người này thật hay giả bằng cách là một các vị thầy tu lâu năm chứng được tha tâm thông kiểm tra người này bằng những câu hỏi về đạo Phật. Nếu người này trả lời không được là giả, còn trả lời được là thật. 2. Các vị thầy tu có bằng tiến sĩ đạo Phật. Kiểm tra người này bằng những câu hỏi học thức cao tột của đạo Phật. Nếu người này trả lời không được là giả, còn trả lời được là thật. Vì sao phải kiểm tra như vậy? Vì trái đất này là thế gian Nên nhiều người gian manh xảo trá lắm Có thầy tu theo đạo Phật Được 80 năm Đi học 60 trường hạ Có người hỏi Đức Phật dạy tu để được gì Không trả lời được Đây là thầy giả 100% Có thầy tu theo đạo Phật Tuyên bố đắc đạo Có người hỏi Đức Phật dạy giác ngộ là gì? Không biết. Đây là thầy giả 100%. Có thầy tu theo đạo Phật, tuyên bố là thiền sư. Có người hỏi, Đức Phật dạy giải thoát, công thức tu làm sao? Không hiểu. Đây là thầy giả 100%. Có thầy tu theo đạo Phật, học đến tiến sĩ Phật học. Có người hỏi, Niết bàn là gì? Trả lời là không biết. Đây là thầy giả 100%. Vân vân. Vì vậy, cháu muốn kiểm tra bác là người truyền bí mật Thiền tông giả hay thật. Cháu nên tìm những câu kinh nào bí yếu trong đạo Phật hỏi bác. Nếu bác trả lời không được thì bác là người truyền bí mật Thiền tông giả. Còn nếu cháu muốn chắc ăn, cháu tìm những vị cao tăng tu hành thành thánh a la hán đến hỏi bác nếu bác trả lời không được thì bác là giả vạch mặt bác là người truyền bí mật tiền tông giả cháu cố gắng tìm chúc cháu tìm được nhiều vị thánh tăng và tiến sĩ phật học đến hỏi vạch mặt bác là cụ gì truyền bí mật tiền tông giả thì cháu được thưởng 10 triệu đồng việt nam Câu hỏi 8 của Trần Thị Diễm Tuyền ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ thưa bác, trước kia con có đọc một quyển sách có tựa đề là Pháp môn đáo bỉ ngạn của Đại sư Thượng Huệ Hạ Nhật, hệ phái khất sĩ Bắc Tông là vị sư đã quá cố ở chùa Linh Quang Tịnh Xá, quận Tư. Sách có dạy cách niệm Phật như sau niệm cho đến khi tâm con không thương không ghét không sạch không dơ không sanh không diệt lòng trong sạch sáng suốt như hư không trùm khắp cả muôn loài vạn vật đồng như phật vậy khi niệm phải lóng tai nghe xem ai đang niệm phật biết rõ tiếng niệm phật phát ra từ đâu rồi tìm vị thầy nào minh bạch được chỗ thấy biết đó mà học con đã âm thầm hơn 10 năm để tìm thầy giải đáp thắc mắc đó. Đến khi con đọc sách của bác, con đã hiểu được cách niệm Phật này chính là cách niệm làm sao để thấy rõ ràng trong tự nhiên thanh tịnh, tức nhận ra được tánh Phật chân thật của mình và làm sao để được sống với tánh Phật ấy và chỉ có trở về Phật giới mới sống được với cái tánh Phật không sanh, không diệt không sạch không dơ như vị đại sư viết trong sách con hiểu như vậy có đủ chưa bác bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi 8 của trần thị diễm tuyền quyển sách có tựa đề là pháp môn Đáo vị ngạn của đại sư thượng huệ hạ nhật hệ phái khất sĩ bắc tông là vị sư đã quá cố chùa linh quang tỉnh xá quận tư Sách có dạy cách niệm Phật như sau Niệm cho đến khi tâm con không thương, không ghét, không sạch, không dơ, không sanh, không diệt Lòng trong sạch, sáng suốt như hư không, trùm khắp cả muôn loài vạn vật, đồng như Phật vậy Khi niệm phải lóng tai nghe, xem ai đang niệm Phật đó Biết rõ tiếng niệm Phật phát ra từ đâu, đây là lối tu của các vị thầy tu phái Bắc Tông pha với tịnh Độ Tông. Pháp môn này tu thật ni mật, chứng được quả vị thánh thanh tịnh mà các ngài gọi là tu chứng thánh. Còn thiền tông không tu nên không chứng cái gì cả. Mà tu thiền tông là để trở về quê cũ thành Phật, để không còn bị sinh già bệnh chết nữa chỉ đơn giản có vậy thôi câu hỏi chính của trần thị diễm tuyền ở huyện nhà bè thành phố hồ chí minh quyển giáo lý đạo phật khoa học thiền tông là kinh vô tự vậy sao long nữ đọc ra chữ được vô tự không có văn tự chữ viết vậy long nữ nhìn bằng mắt gì mà chữ viết hiện ra ạ à? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi chính của Trần Thị Diễm Tuyền. Quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Phật lý Thiền Tông Việt Nam cũng gọi là Kinh Vô Tự là quyển kinh Đức Phật viết chữ rất nhỏ chỉ thấy lần mực thật nhỏ không thấy chữ Long nữ sử dụng kính lúp phóng đại ra nên nông nữ nhìn được chữ rồi viết lại. Câu hỏi 10 của Trần Thị Diễm Tuyền ở huyện nhà bè thành phố hồ chí minh dạ thưa bác trước kia con nghe nói vào nhà như lai mặc áo như lai ngồi tòa như lai là ba đức tính ba điều kiện để đọc tụng kinh pháp hoa đạt được viên mãn rốt ráo vào nhà như lai là tượng trưng của tính từ bi mặc áo như lai là tượng trưng cho tính nhẫn nhục ngồi tòa như lai là an trú trong pháp chân không. Con thấy cách lý giải này chưa rốt ráo. Mong bác giải đáp cho chúng con câu Vào nhà như lai, mặc áo như lai, ngồi tòa như lai cho chúng con được rõ thông ạ. À. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 10 của Trần Thị Diễm Tuyền. Vào nhà Như Lai là nhà thanh tịnh. Mặc áo Như Lai là áo trí tuệ sáng suốt việc gì cũng biết ngồi tòa như lai gọi là tòa chân như tức tòa chân thật người nào ngồi tòa như lai mà người hỏi đạo trả lời không được thì bị người hỏi đạp rớt xuống tòa như lai đó là câu hỏi của Nguyễn Thị Hoa, cư ngụ thành phố Đà Nẵng. Con tên Nguyễn Thị Hoa, cư ngụ Đà Nẵng, điện thoại 0934 805 137. Gửi hỏi bác thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân 14 câu hỏi. Câu hỏi 1 của Nguyễn Thị Hoa, cư ngụ thành phố Đà Nẵng. Người tu thiền tông mà có tánh sân si, hơn thua, đố kỵ, miệt thị, nghi kỵ, nghe lời người bất thiện để cùng nhau xem thường người đi trước, hoặc người giới thiệu mình vào bí mật thiền tông, thì có ảnh hưởng gì đến việc tu tập của mình không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi một của Nguyễn Thị Hoa. Người này vĩnh kiếp mãi trầm lung. Câu hỏi 2 của Nguyễn Thị Hoa, cư ngụ thành phố Đà Nẵng. Người tu thiền tông lúc nào cũng nói, tôi ham muốn giác ngộ và giải thoát. Nhưng hàng ngày hay tập trung vào việc thế gian như là tham gia công tác xã hội, lo cơm áo gạo tiền, lo tập thể dục, lo ăn uống, ngủ nghỉ điều độ, nghe thời sự, nghe chuyện thiên hạ, và rất ít lo việc tạo công đức Mà có ai đó nhắc nhở mình tạo công đức Là ghét họ, thậm chí còn đi nói xấu họ Và bản thân thì ít đọc sách Hoặc đọc trước quên sau Vậy có ảnh hưởng như thế nào đến việc tu tập ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 2 của Nguyễn Tị Hoa Người này từ chối trở về Phật giới câu hỏi ba của nguyễn thị hoa cư ngụ thành phố đà nẵng người tu thiền tông mà thích đọc thích chép mấy bài kệ ngộ thiền mấy bài kệ sám hối an dị phật hoặc thỉnh thoảng ngồi thiền để quân bình âm dương theo hướng dẫn trong pháp môn thiền tông thì có ảnh hưởng như thế nào đến việc tu tập ạ à? bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi ba của nguyễn thị hoa Người này không hiểu tu thiền tông, nên mới làm như vậy. Câu hỏi 4 của Nguyễn Thị Hoa, cư ngụ thành phố Đà Nẵng Làm sao để hằng sống trong tánh Phật thanh tịnh của chính mình, để không còn chạy theo âm thanh, sắc tướng bên ngoài nữa ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 4 của Nguyễn Thị Hoa Cháu phải biết thế giới này là thế giới luân chuyển quay cuồng theo tám phương bốn hướng người và vạn vật phải sống theo quy luật vật lý của trái đất không tu không làm bất cứ cái gì để đạt mục đích ở trái đất này người tu thiền tông có gia đình phải lo cho gia đình có tổ quốc phải lo cho tổ quốc khi thiền tông của vị phật cho công bố ra đến học công thức tạo công đức trở về Phật giới Không tu bất cứ gì ở trái đất này Tránh những chỗ linh thiêng Câu hỏi năm của Nguyễn Thị Hoa cư ngụ ở Đà Nẵng Tại sao con vẫn biết đời người thật vô thường Nhưng con vẫn còn thủ giữ cái của vật chất và diệt tạo công đức Cứ vẫn trần trừ Mặc dù con vẫn thường nói Tam giới là nhà lửa ạ à, Bác Nguyễn Ngân trả lời câu hỏi 5 của Nguyễn Thị Hoa. Đây là thói quen tánh người từ muôn thuở. Ở trái đất này là trái đất hút, dính làm sao bỏ được. Khi hết tuổi thọ, tu chữ buôn là đủ. Câu hỏi 6 của Nguyễn Thị Hoa, cư ngụ thành phố Đà Nẵng, Việc làm của Bồ Tát Như, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Duy Ma Cật và các vị Tổ sư Thiền Tông có gì khác nhau ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 6 của Nguyễn Thị Hoa. Đây là bố trí của Đạo Phật. Mỗi người có một nhiệm vụ để những người tu Thiền Tông xem đây biết, tu cho đúng, như... Bồ Tát Văn Thù Trí tuệ sáng suốt Chặt đứt sáu tánh người phát ra sai trái Bồ Tát Phổ Hiền Cương quyết khám phá ra sáu phần vô minh của tánh người Để không còn vô minh nữa Cư sĩ Duy Ma Cật Pháp môn thiền tông học này Dành riêng cho người cư sĩ tu Chớ các thầy tu không được Vì sao? Người muốn thành Phật thì con Phật mới thành được. Con Phật gọi là Phật tử hay cư sĩ. Còn muốn tu làm thầy thì phải tu theo thứ lớp để làm thầy. Câu hỏi 7 của Nguyễn Thị Hoa, cư ngụ thành phố Đà Nẵng. Tại sao con vẫn muốn về lại nguồn cội là muốn giải thoát, nhưng tiền bạc con lại dành cho con cái mình nhiều hơn mặc dù không biết chúng có phước được hưởng không. Trong khi con cái của con chưa biết gì về đạo đức và cũng không tin vào nhân quả. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 7 của Nguyễn Thị Hoa. Đây là nghiệp gia đình cháu phải trả. Cứ vui vẻ mà trả, đừng có quan tâm. Đức Phật dạy. Vật chất nhân quả trần ai vào đây tạo quả không ai thoát phần thế giới vật chất dương trần vì tạo nhân quả phải cần trả luôn thiền tông chỉ rõ lối đường buông dừng thôi dứt hết đường tử sanh thế giới vật chất đua tranh trở về phật giới phải đành trả thôi không trả thì phải luôn hồi Thiền tông ra rồi thì được về quê. Quê xưa chúng cũ là quê, niết bàn thanh tịnh là quê vĩnh hằng. Câu hỏi 8 của Nguyễn Thị Hoa, cư ngụ thành phố Đà Nẵng. Người tu thiền tông hiện tại đang khỏe mạnh thì có nên ăn theo cách quân bình âm dương của quyển Cẩm nang ăn uống hướng dẫn không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 8 của Nguyễn Thị Hoa. Ăn uống quân bình là chỉ để áp dụng cho người bệnh nặng. Tu thiền tông làm ăn bình thường, chỉ cần lo tạo công đức là được. Không tu hay làm bất cứ thứ gì hết. Lo cho gia đình và tổ quốc là đủ. Cháu hãy nghe Đức Phật dạy tu thiền tông trái đất biến chuyển linh thiêng loài người không biết tưởng rằng thánh linh thánh linh là để gạt mình lấy tiền lấy bạc vì mình quá ngu trái đất cuốn hút không tu nếu tu mà được là tu luân hồi muốn về phật giới phải thôi thôi đi tất cả luân hồi lìa ngay Ngày xưa Đức Phật chỉ ngay nếu tu nhân quả vào ngay luân hồi. Muốn hết luân hồi phải thôi. Thôi tu, thôi chứng luân hồi thôi luôn. Thiền tông tu một chữ buông. Buông đi tất cả là buông luân hồi. Thiền tông công bố ra rồi. Nó tạo công đức để rồi về quê câu hỏi chính của Nguyễn Thị Hoa cư ngụ thành phố Đà Nẵng có người nói trước đây tôi chưa gặp thiền tông tôi đã biết thanh tịnh rồi vậy cho con hỏi thanh tịnh của người bình thường và người ngộ đạo thiền tông hay thấy được Phật tánh có khác nhau không ạ à? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi chính của Nguyễn Thị Hoa Cháu học thiền tông phải nắm vững ba căn bản như sau. Căn bản 1. Trái đất luân chuyển theo tám phương bốn hướng, không lúc nào thanh tịnh được. Căn bản 2. Trái đất là nơi ngũ thú tạp cư, người, thần, thánh, tiên và ngạ quỷ. Căn bản 3. Loài ngạ quỷ chuyên làm những chuyện theo ý ham muốn của loài người tu. Vì vậy, loài người ham muốn tu thành gì thì loài ngạ quỷ đáp ứng cái ham muốn của người tu ngay. Vì vậy người nào có tận số âm nhiều thích gì thì loài ngạ quỷ đáp ứng đó. Nếu loài người thích thanh tịnh thì loài ngạ quỷ đáp ứng thanh tịnh. Nếu loài người thích tu chứng gì thì loài ngạ quỷ cũng giúp cho chứng đó. Nếu loài người thích tu chứng a la hán thì loài ngạ quỷ giúp cho tu chứng a la hán nếu loài người thích tu chứng ngọc hoàng thì loài ngạ quỷ cũng giúp cho tu chứng ngọc hoàng vân vân vì vậy đức phật mới dạy ở trái đất này là thế gian tức gian dối ai làm gian dối loài ngạ quỷ đó vì vậy cháu tu thiền tông và muốn thanh tịnh thì loài ngạ quỷ giúp cháu thanh tịnh Cháu muốn ngộ đạo thì loài ngạ quỷ giúp cho cháu ngộ đạo. Cháu muốn hiển linh thì loài ngạ quỷ giúp cháu hiển linh, vân vân. Để giúp người tu thiền tông không bị loài ngạ quỷ gạt, nên Đức Phật có viết ra quyển kinh Kim Cang dạy như sau: Tu theo đạo Phật, nếu gặp Phật thì phải giết Phật. Cháu tu thiền tông hãy lấy câu này làm chuẩn để tu cháu hãy nghe tám câu kệ của đức phật dạy thế gian gian dối điêu hoa nếu tu là bị kẻ hoa đánh lừa thế gian gian dối nối bừa dụ người mấy muội để lừa tiền ngân thế gian tất cả vì ngân Mưu mô xảo quyệt vì ngân lừa người thiền tông nói trắng sáng tươi những kẻ lường gạt Hết rồi lừa ai. Câu hỏi 10 của Nguyễn Thị Hoa, cư ngụ thành phố Đà Nẵng. Có người nói, trước đây tôi đã đọc được kinh Diệu Pháp Liên Hoa nên tôi đã ngộ được Phật tánh là gì rồi. Có người cũng đọc như tôi nhưng không biết Phật tánh là gì. Nói như vậy có đúng không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 10 của Nguyễn Thị Hoa. Người nào đọc Kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà muốn ngộ đạo, cháu phải biết ngộ đạo có hai phần. Một là người nào hiểu hết lời Đức Phật dạy, gọi là ngộ đạo. Hai, người nào biết hết 13 con đường đi của Đức Phật dạy, gọi là ngộ đạo. Còn không hiểu hết các phần nêu trên, gọi là ngộ nói. Pháp âm theo tiếng Quảng Đông của người Trung Quốc. Câu hỏi 11 của Nguyễn Thị Hoa, cư ngụ thành phố Đà Nẵng Và nếu không giải mã hết ẩn ý và không ẩn ý của Phật Thì có nên làm đơn xin vào bí mật thiền tông không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 11 của Nguyễn Thị Hoa Nếu không giải thích hết ẩn ý của Đức Phật dạy Thì không nên làm đơn xin vào bí mật thiền tông làm gì? Vì sao? Giống như mình biết lái xe thì mới mua xe chạy, còn không biết lái xe thôi đừng mua xe, nguy hiểm lắm. Câu hỏi 12 của Nguyễn Thị Hoa, cư ngụ thành phố Đà Nẵng. Người tu thiền tông mà hay thấy mình nghĩ gì, làm gì cũng đúng và cứ thấy cái sai của thầy, của người đi trước, của huynh đệ hoặc bạn đồng tu với mình. Là do điều gì và có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình và con đường giải thoát không à? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 12 của Nguyễn Thị Hoa Người tu thiền tông mà hay thấy người khác sai Người tu này là đệ tử của các vị thánh năng thang đó Con đường giải thoát bị vị thần quản lý đóng cứng cửa lại Câu hỏi 13 của Nguyễn Thị Hoa: Cư ngụ ở Đà Nẵng. Tại sao mới về tu thì cái tôi nó ít, tính tình hiền lành, nết na, mà một thời gian khi hiểu biết nhiều thì cái tôi càng nhiều hơn. Ai đụng đến danh dự của mình là nổi sân và tức giận thời gian rất lâu ạ. À. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 13 của Nguyễn Thị Hoa. Người tu này được thành thánh rồi. Câu hỏi 14 của Nguyễn Thị Hoa, cư ngụ thành phố Đà Nẵng. Thưa thầy, làm sao để không còn chấp pháp nữa, để luôn thấy cái lỗi của mình và không còn thấy cái lỗi của người khác ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 14 của Nguyễn Thị Hoa. Người tu Thiền tông mà không muốn chấp pháp thì buông cái tưởng và kiến chấp thì chấp pháp hết liền tiếp theo là câu hỏi của quỳnh thanh điệp cư ngụ quận bình tân thành phố hồ chí minh kính thưa bác con tên quỳnh thanh điệp sinh năm 1967 cư ngụ ở quận bình tân thành phố hồ chí minh số điện thoại 0908 570808. Con có 16 câu hỏi, con xin bác giải đáp giúp con. Con xin cảm ơn bác. Câu hỏi 1 của Quỳnh Thanh Điệp, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Khi còn sống, người đó chỉ có công đức vừa hoặc ít, nhưng lại rất thuộc và phát ra được pháp trần. Thì khi chết, trở thành trung ấm thân, có bị thánh thử ba lần hay không? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 1 của Quỳnh Thanh Điệp Người nào tu thiền tông mà pháp trần xuất ra Rất an toàn trở về Phật giới Không bị các vị thánh lang thang thử mình Câu hỏi 2 của Quỳnh Thanh Điệp Ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Những người triệt phá pháp môn thiền tông Sẽ bị xuống hầm lửa lớn Bị siêu nhân quả sau khi trả hết nhân quả do không còn đủ nhựa sống để trở lại làm người, nên phải mang thân con di trùng vĩnh viễn. Nếu những người triệt phá pháp môn Thiền tông này họ chọn vào sống trong thập thánh thì họ có cơ hội để được quay trở lại làm người không, thưa bác? Nếu họ muốn quay trở lại làm người thì họ phải làm sao ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 2 của Quỳnh Thanh Điệp. Người nào bị siêu nhân quả rồi, nếu vào loài ngạ quỷ sống thì phải sống hoài. Vừa nhảy ra thì bị vị thần nắm quăng xuống địa ngục, lọt qua hầm lửa lớn ngay. Câu hỏi 3 của Quỳnh Thanh Điệp, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Có những con vi trùng chỉ gây bệnh trên động vật như cúm H5N1 trên da cầm, dịch tả lợn châu phi, hay những dịch bệnh nhỏ nhưng có những con vi trùng lại gây ra dịch bệnh làm chết rất nhiều người như dịch covid hiện nay. Các dịch bệnh này có liên quan đến việc trả nhân quả hay nghiệp không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi ba của Quỳnh Thanh Điệp. Đó là mang thân con vi trùng. Thức ăn là thịt động vật, hai thân người. Đây là nghiệp quả, không cần phân biệt. Câu hỏi 4 của Quỳnh Thanh Điệp, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, tại sao Đạo Phật phải do một vị toàn năng toàn giác lập ra ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 4 của Quỳnh Thanh Điệp. Cháu phải biết Đạo Phật là đạo giải chân thật và trùm khắp Phải do con người toàn năng toàn giác mới dạy được Còn đạo dạy một khía cạnh Thì do một vị chỉ biết một phần của đạo dạy mà thôi Câu hỏi năm của Quỳnh Thanh Điệp Ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Đạo Phật được lập ra rất khó và việc công bố pháp môn thiền tông này cũng rất khó, không kém gì Đạo Phật muốn được lập ra phải được sự cho phép từ bốn vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương và sự trợ giúp của ban thần Thánh Tiên Vậy, việc công bố Pháp môn Thiền Tông có cần sự trợ giúp hay cho phép của các vị trên không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi năm của Quỳnh Thanh Điệp Phần này bác không trả lời cho cháu biết được khi nào quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam được nhà nước cho phép xuất bản, bác tặng cho cháu một quyển thì cháu biết được tất cả những gì mà cháu thắc mắc. Câu hỏi 6 của Quỳnh Thanh Điệp, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Trái đất là nhà của thần và thánh. Việc thần thánh cho phép và hỗ trợ vị toàn năng toàn giác vào nhà của mình để lập đạo thì thần và thánh có lợi ích hay thiệt hại gì không thưa bác bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi sáu của huỳnh thanh điệp chủ trái đất này là của các vị chúa trời tứ thiên vương làm chủ các vị thần thánh tiên là những vị quản lý trái đất này mỗi vị có một nhiệm vụ riêng các vị này giúp vị toàn năng toàn giác lập ra đạo phật thì các vị có công đức chứ không có hại gì. Câu hỏi 7 của Quỳnh Thanh Điệp, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, Ấn Độ là nơi ra đời của Đức Phật Thích Ca. Con xin được hỏi vài vấn đề về chủ đề này, thưa bác. Ý 1. Bồ Tát ở cõi trời đâu xuất, tái sinh vào trái đất để chuẩn bị trở thành vị toàn năng, toàn giác, thì nơi tái sinh của vị này dựa vào tiêu chí nào ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời ý một câu hỏi 7 của Quỳnh Thanh Điệp. Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh khi mở Phật Nhãn ở cõi trời đâu xuất đã thành người toàn năng toàn giác rồi. Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh không tái sanh vào trái đất mà được ban bệ các vị thần thánh tiên rước xuống trái đất, đất để lập ra đạo Phật. Thái tử Bồ Tát Thường Hữu Minh không dựa tiêu chí nào cả Mà Thái tử Bồ Tát Thường Hữu Minh được Đức Phật Nhiên Đăng Xin phép bốn vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương cho Thái tử Bồ Tát Thường Hữu Minh xuống trái đất lập ra Đạo Phật Được bốn vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương chấp thuận Các vị Thần Thánh Tiên có nhiệm vụ giúp Thái tử Bồ Tát Thường Hữu Minh xuống trái đất lập ra Đạo Phật Ý 2 Nơi Đức Phật ra đời và nơi phổ biến Pháp Môn Thiền Tông Là hai nơi khác nhau, tại sao lại như vậy? Điều này có là quy trình chung cho tất cả các vị Phật ba thời không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời ý hai câu hỏi 7 của Quỳnh Thanh Điệp Nơi Đức Phật ra đời và nơi phổ biến Pháp Môn Thiền Tông Là hai nơi khác nhau đây là quy định của chư Phật ở Phật giới. Ý ba, Ấn Độ là nơi một vị toàn năng toàn giác đảng sanh, nhưng Đạo Phật do Ngài lập ra, tại sao không tồn tại lâu ở đây mà bị triệt phá đến mất dấu hơn suốt hai ngàn năm qua? Và ai đã chủ trương sự triệt phá này, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời ý ba câu hỏi bảy của Quỳnh Thanh Điệp. Người chủ trương triệt phá đạo Phật là đạo Hiển Linh. Vì đạo Phật ra đời dạy chân thật ở trái đất này nên các đạo Hiển Linh không đồng ý nên phải phá đạo Phật là vậy. Ý 4. Đạo Phật được khai sinh tại Ấn Độ. Cho đến nay, Ấn Độ vẫn tồn tại các hoạt động kỳ lạ như uống nước tiểu của bò, đắp phân bò lên người để trị bệnh Covid, vân vân. Những việc như vậy có tồn tại trong đạo Phật không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời ý 4 câu hỏi 7 của Quỳnh Thanh Điệp. Đạo Phật là đạo khoa học và tu theo công thức, nên chuyện mê tín không làm. Nhưng vì thế giới này là thế gian, nên có nhiều người lợi dụng đạo Phật làm chuyện mê tín nên Đức Phật phải cho chuẩn hóa lại đúng với chủ trương của đạo Phật. Khi đạo Phật được chuẩn hóa lại thì đạo Phật sẽ không còn mê tín nữa. Còn mê tín ở trái đất nơi nào ấm quá, tự nhiên sinh mê tín, nhất là ở núi. Ý năm, nay pháp môn Thiền tông được phổ biến công khai tại nước rồng, tức nước Việt Nam chúng ta. Vậy có cơ hội nào để cho người dân Ấn Độ nơi Đức Phật đã đản sinh có thể tiếp cận được pháp môn này không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời ý 5 câu hỏi 7 của Quỳnh Thanh Điệp. Phần này bác không trả lời chính xác được vì nó tùy thuộc vào nghiệp của từng người và từng khu vực. Như người bị nghiệp âm nhiều quá thì không bỏ mê tín được. Khu vực bị nghiệp âm nhiều quá thì cũng không bỏ mê tín được. Ý 6: dãy núi Himalaya trải dài qua năm nước, trong đó có Ấn Độ, với nhiều đỉnh núi được coi là linh thiêng trong Ấn Độ giáo, Phật giáo và Kỳ Na giáo. Xin bác cho biết có sự liên hệ nào trong sự tồn tại của dãy núi này với các đạo ở Ấn Độ không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời ý 6 câu hỏi 7 của Quỳnh Thanh Điệp. Ở trái đất này, dãy núi Himalaya trải dài qua năm nước nơi ban bệ trời tứ thiên vương tạo ra để cho bốn đạo thần thánh tiên và phật lập ra ở nơi này tất cả núi Lạ âm rất thích hợp cho các đạo lập ra ấn độ giáo là thần giáo cực âm nên họ thích linh thiêng nên các đạo ở ấn độ không cách nào bỏ linh thiêng được vì vậy pháp môn thiền tông là cực dương nên phải phổ biến tại nước mà chính quyền không máy tính thì mới phổ biến được. Còn nước nào chính quyền máy tính thì không phổ biến ra được. Câu hỏi 8 của Quỳnh Thanh Điệp, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Việc người đứng đầu một cơ quan điều chế vaccine, tức lãnh đạo của một cơ quan có chuyên môn về khoa học, lại mời thầy cúng về cầu cho vaccine sớm được lưu hành. Điều này có phù hợp với khoa học hiện đại ngày nay không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 8 của Quỳnh Thanh Điệp. Người đứng đầu một cơ sở điều chế vaccine thì người này phải có kiến thức khoa học mới điều chế được. Còn người tin tưởng và lệ thuộc vào thần thánh ma quỷ mà đứng đầu cơ sở điều chế vaccine. Nếu điều chế ra, những người biết khoa học không dám sử dụng cho bản thân và cho gia đình mình. Câu hỏi chính của Quỳnh Thanh Điệp, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Việc một thầy tu theo đạo Phật, nhận lời cầu cúng cho vaccine được lưu hành, theo lời mời của lãnh đạo cơ quan điều chế vaccine. Điều này có đúng với cương lĩnh của đạo Phật từ xưa đến nay không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi chính của Quỳnh Thanh Điệp. Vị thầy nào tu theo đạo Phật mà có bản cương đỉnh thì không làm chuyện mê tín. Vì sao? Vì đạo Phật là đạo khoa học chứ không phải là đạo mê tín. Người khoa học nào không tin vào kiến thức khoa học của mình thì họ mới nhờ các vị thầy cúng, nhờ các vị linh thiêng giúp đỡ. Còn người có kiến thức khoa học vững vàng thì không cầu thần tánh giúp đỡ. Câu hỏi 10 của Quỳnh Thanh Điệp, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tiến hành cầu cúng, nếu dự án vaccine được phê duyệt và vaccine được lưu hành, thì đó là công lao của ai? Của người mời thầy về cúng hay của ông thầy cúng ạ? À? Thưa bác! Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 10 của Quỳnh Thanh Điệp. Nếu sau khi tiến hành cầu cúng, nếu dự án vaccine được phê duyệt và vaccine được lưu hành, thì công lao đó là của mấy vị thầy cúng đó. Chuyện này chỉ có ở nước Việt Nam thôi, chứ trên thế giới có nước nào làm như vậy đâu. Câu hỏi 11 của Quỳnh Thanh Điệp, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tiến hành việc cầu cúng nếu dự án vaccine được phê duyệt và vaccine được lưu hành, các nơi khác thấy vậy cũng bắt chước theo, thì xã hội như thế nào ạ, à, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 11 của Quỳnh Thanh Điệp. thì xã hội sẽ hoàn toàn máy tính, xã hội sẽ yếu hèn và kiếp nhược, con người không còn là con người nữa mà là thích làm nô lệ cho thần thánh. Câu hỏi 12 của Quỳnh Thanh Điệp, Ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Để một dự án nào đó được thành công thì nên dựa vào tiêu chí gì ạ? À, thưa bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 12 của Quỳnh Thanh Điệp. Một dự án nào đó được thành công thì phải dựa vào hai yếu tố. Một là khoa học, hai là thực tế. Câu hỏi 13 của Quỳnh Thanh Điệp, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Căn cứ vào các lời dạy của Đức Phật trong Đạo Phật Thì việc cầu cúng này nên được đánh giá là hành vi như thế nào ạ? À, thưa bác Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 13 của Quỳnh Thanh Điệp Đạo Phật là Đạo Khoa Học Phật Lý Người nào đem cầu cúng vào Đạo Phật Thì người này tự bôi đen Đạo Phật biến đạo Phật là đạo mê tín gì đoan. Câu hỏi 14 của Quỳnh Thanh Điệp, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Thế giới vô hình có thể can thiệp đến sự thành công hay thất bại trong những công việc hàng ngày của con người không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 14 của Quỳnh Thanh Điệp. Chúng ta sống nơi thế giới vật chất này chỉ lo cho vật chất là nhu cầu của con người thế giới vô hình gọi là thế giới tâm linh là nhu cầu của những người mê tín dị đoan việc thành công hay thất bại trong những công việc hàng ngày của con người là do sự khôn ngoan hay dạy khờ của con người mà thôi câu hỏi 15 của Quỳnh Thanh Điệp ngụ quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh tại sao có những người đã là nhà khoa học rồi mà lại tin vào những điều mê tín, làm những điều vô lý như vậy. Thưa bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 15 của Quỳnh Thanh Điệp. Những người đã là nhà khoa học rồi mà lại tin vào những điều mê tín, làm những điều vô lý. Những người này là nhà khoa học chưa nắm vững về khoa học vật lý nên họ mới mê tín như vậy. Câu hỏi 16 của Quỳnh Thanh Điệp, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Giữa khoa học và vấn đề tâm linh trong các tôn giáo, con người nên có suy nghĩ và hành vi nào cho phù hợp, đúng đắn và tiến bộ nhất ạ? À? Con xin cảm ơn bác rất nhiều vì đã trả lời cho con được rõ thông ạ. À. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 16 của Quỳnh Thanh Điệp chúng ta sống ở thế giới này phải sống bằng kiến thức khoa học thì mới hiểu thế giới này được khi con người chưa văn minh thì chúng ta sống theo cái tánh tưởng của con người khi con người văn minh rồi thì phải sống theo kiến thức khoa học hợp lý con người suy nghĩ hay hành động gì cũng phải theo thời đại của chúng ta sống ví dụ khi con người chưa văn minh thì chúng ta di chuyển bằng cưỡi ngựa, hay xe ngựa. Khi con người văn minh rồi thì chúng ta di chuyển bằng ô tô hay những phương tiện máy móc khác. Chứ chúng ta không thể di chuyển bằng cưỡi ngựa hay xe ngựa nữa. Còn nói về tâm linh, khi con người chưa văn minh không hiểu cõi vô hình là gì, nghe ai nói gì cũng tin. Vì vậy, những người có kiến thức tham vọng họ bày ra những chuyện linh thiêng để thực hiện hai phần như sau một lừa đảo những người quá mê tín để lấy tiền của những người mê tín này hai họ sai khiến những người mê tín này làm theo mưu đồ của họ còn tôn giáo khi con người chưa văn minh thì tôn giáo lập ra để giúp cho con người nào phát tưởng ra nhiều quá để nương vào tôn giáo cầu xin hay cầu nguyện để bình yên tánh tưởng của con người. Khi con người văn minh rồi, giải mã được tất cả các loài vô hình, thì chúng ta phải sống với kiến thức của người văn minh khoa học, tôn giáo để làm di tích lịch sử mà thôi. Bác Nguyễn Nhân cảm ơn cháu Quỳnh Thanh Điệp hỏi. Bác Nhân Tiếp theo là câu hỏi của Nguyễn Thị Tâm, cư ngụ Hàn Quốc. Con xin chào thầy, thầy vẫn khỏe chứ ạ? À? Con chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe, an lành, sống lâu để dìu dắt chúng con vững bước trên con đường giác ngộ và giải thoát khỏi sinh tử luân hồi để trở về nguồn cội của chính mình ạ. À. Con tên là Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 13 tháng 6 năm 1989 tại Quảng Thịnh, Hải Hà, Quảng Ninh, Việt Nam. Hiện con đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Con có 17 câu hỏi thắc mắc, mong thầy giải đáp giúp con. Con cảm ơn thầy ạ. À. Câu hỏi 1 của Nguyễn Thị Tâm, hiện sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Trên bầu trời vào buổi xế chiều thường hay xuất hiện các màu sắc xanh, vàng, tím, đỏ, đen, nâu, hồng, cam, vân vân có phải là do điện từ âm dương bao xung quanh trái đất cọ sát nhau mà tạo thành không ạ? À? bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi một của Nguyễn Thị Tâm. Trên bầu trời vào vũ xế chiều thường hay xuất hiện các màu sắc xanh, vàng, tím, đỏ, đen, nâu, hồng, cam vân vân. Đây là điện từ âm dương biến thể bao xung quanh trái đất cuốn hút trái đất chín và kéo đi nên mới phát ra xanh vàng tím đỏ đen nâu hồng cam v. vân vân phần này cháu ở hàn quốc tức gần đầu bắc của trái đất mới thấy được muốn thấy thường xuyên phải lên tận đầu bắc địa cầu thì thấy thường xuyên câu hỏi 2 của nguyễn thị tâm hiện sinh sống và làm việc tại hàn quốc những biểu hiện nhanh hay chậm của từng cá thể con người như chậm là do họ âm, nhanh là do họ dương phải không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 2 của Nguyễn Thị Tâm. Những biểu hiện nhanh hay chậm của từng cá thể con người căn cứ vào hai phần như sau. Một, người nào mang tần số âm nhiều thì chậm, không thông minh mê tín thích cầu sinh và lại lục người khác mà không biết sự thật ở trái đất này hai người nào mang tần số dương nhiều thì nhanh nhẹn thông minh không mê tín không cầu sinh và lại lục ai người này biết sự thật trái đất này thật rõ ràng câu hỏi 3 của nguyễn thị tâm hiện sinh sống và làm việc tại hàn quốc làm thế nào để biết được một người đã bị bỏ bùa ngải ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 3 của Nguyễn Thị Tâm. Làm thế nào để biết được một người đã bị bỏ bùa ngải? Sự thật bùa ngải có chứ không phải không. Bùa là những chữ viết ra để hù những người quá mê tín dị đoan. Chớ sự thật không có tác dụng gì. Ngải là những cây có dược tính để các thầy thuốc trị bệnh thân tứ đại con người. Còn những người bị mê man là do uống thuốc ảo giác bị người khác tuyên truyền là bùa ngải chứ không phải là sự thật. Bùa ngải mà muốn cho những người kém học thuốc sợ thì phải tuyên truyền thật mạnh thì bùa ngải mới có tác dụng. Câu hỏi 4 của Nguyễn Thị Tâm, hiện sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Các vị tổ có phải là do một vài vị Phật ở Phật giới Hóa thân vào thế giới loài người này Để giúp cho loài người biết đường trở về Phật giới phải không? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 4 của Nguyễn Thị Tâm Các vị tổ thiền tông Dẫn mạch nguồn thiền tông theo dòng thiền Để đến đời mạc tượng Pháp cho công bố ra tại nước rồng Là do chư Phật ở Phật giới sắp xếp chứ không phải là những vị Phật ở Phật giới phân thân vào trái đất làm chuyện này. Câu hỏi năm của Nguyễn Thị Tâm hiện sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Như thầy nói, các vị tổ không phải sinh ra bình thường, vậy không bình thường là như thế nào ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi năm của Nguyễn Thị Tâm. Tất cả các vị tổ được sinh ra thì phải được các vị Phật ở Phật giới phân thân vào giúp đỡ và hướng dẫn cách sống nơi thế giới này nhận nhiệm vụ làm tổ để chuyển pháp môn giải thoát của vị Phật cho người sống thời văn minh biết có cơ bản thực hiện công thức tạo công đức mang trở về Phật giới Câu hỏi 6 của Nguyễn Thị Tâm hiện sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc một người mới đạt yếu chỉ thiền tông vì ngăn cản người khác đốt sách thiền tông trong lúc giằng co họ bị đẩy cho ngã và bị thương nặng rồi chết sau khi chết người nhà họ nói là họ kiểm tra thấy hơi nóng phát ra ở trên đỉnh đầu vậy cho con hỏi ba ý như sau ý thứ nhất là người này có phải là tiền kiếp họ đã tu theo pháp môn thiền tông học này rồi phải không ạ à? Ý thứ hai là Vì bảo vệ bộ sách này Mà họ đã hy sinh cả tính mạng của mình Vậy họ có công đức không ạ? À? Ý thứ ba là Họ có được trở về Phật giới không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 6 của Nguyễn Thị Tâm Ý thứ nhất Người này tiền kiếp của họ đã biết thiền tông học rồi Ý thứ hai Người bảo vệ sách thiền tông mà hy sinh tính mạng Không có công đức Chỉ có hạnh lành thôi Ý thứ ba Họ không được trở về Phật giới Muốn về Phật giới thì phải có ba phần Một là phải có công đức Hai là phải ham muốn trở về Ba là phải biết đường về Câu hỏi 7 của Nguyễn Thị Tâm Hiện sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc trong một gia đình, có người không tu theo pháp môn thiền tông học này mà còn buôn lời kinh chê, phỉ bán. Vậy người khác có sám hối giúp cho người khinh chê, phỉ bán kia có được không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 7 của Nguyễn Thị Tâm. Trong một gia đình, có người không tu theo pháp môn thiền tông học này mà còn buôn lời kinh chê, phỉ bán pháp môn thiền tông học này. Người khác có sám hối giúp dùm được không? Đức Phật dạy Ở trái đất nhân quả này Ai làm nấy chịu Như Lai là vị toàn năng toàn giác Mà còn không giúp hoàng tộc Của Như Lai trả nghiệp được Vậy thử hỏi Người phàm phu thì làm sao sám hối Giúp dùm người khác bị nghiệp siêu nhân quả được Thôi Người buôn lời kinh chê Vị bán pháp môn thiền tông học này Họ muốn xuống quả ngục sống để họ đi xuống tùy người ta thích ở hầm lửa lớn sống rất an toàn không ai quấy phá mình không còn mang thân người để sinh già bệnh chết nữa ở quả ngục trả nghiệp siêu nhân quả xong làm kiếp vi trùng không có sinh già bệnh chết mà chỉ có chia đôi thân thôi cũng không làm gì hết mà cũng có thịt cho mình ăn hoài không sinh ra mà cũng có thân để mang hầm lửa lớn là nơi độc nhất vô nhị ở trái đất này câu hỏi 8 của Nguyễn Thị Tâm hiện sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc khi nói sự thật về cái tôi của con người thì không ai chịu chấp nhận ngược lại họ còn ghét mình nữa vậy cho con hỏi tại sao con người lại ưa thích sự giả dối mà ghét sự thật cũng giống như họ ở trong luân hồi mà nghĩ là thật còn pháp môn thứ sáu là đạo phật khoa học thiền tông nói rõ sự thật ở thế giới này và con đường giải thoát thoát khỏi sinh tử luân hồi thì họ lại cho là điên khùng mơ tưởng xa vời Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 8 của Nguyễn Thị Tâm. Cháu phải biết, cái đất này là thế gian. Người nào nói việc ngay thẳng, thì người gian dối họ rất ghét là vậy. Còn pháp môn thứ sáu, Đức Phật dạy giải thoát, tức ra ngoài sinh tử luân hồi. Không còn ai đến cầu xin họ, nên họ cũng rất ghét là vậy câu hỏi chính của nguyễn thị tâm hiện sinh sống và làm việc tại hàn quốc trong giấc mơ con mơ hai lần thấy thánh chúa với dáng vẻ rất to lớn lần thứ nhất thì ông thánh chúa này nhìn con và cười một thời gian sau mơ lần thứ hai là thấy một đám cô hồn và ông thánh chúa này xuất hiện trước mặt con đám cô hồn kia rủ con hãy đi theo thánh chúa con trả lời là ta theo thánh chúa để làm gì thấy vậy chúng rất tức và còn đe dọa thêm nhưng con cũng không sợ nhưng mà lần thứ hai này cái đặc biệt là trên mặt của ông thánh chúa này bị che khuất mất một phần cho con hỏi là hai lần đều mơ thấy giấc mơ như vậy là sao ạ à? bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi chính của nguyễn thị tâm Hai lần cháu mơ thấy giấc mơ như vậy là cháu thấy ông thánh chúa lang thang ở trái đất này đó. Cháu tu thiền tông như vậy là rất vững rồi. Cháu cố gắng kiên trì như vậy. Mấy ông thánh chúa không lường gạt được cháu. Cháu trở về Phật giới rất an toàn. Câu hỏi 10 của Nguyễn Thị Tâm hiện sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Còn có hiện tượng là trên đầu con nó rất khó chịu nhiều lúc không làm chủ được bản thân như có hai thế lực đang đối kháng với nhau giống như tánh người thì muốn kéo lại còn tánh phật thì muốn thoát ra vậy hiện tượng này nó phát ra làm cho con lúc đó rất đau đầu khó chịu nóng nảy bực bội con biết như vậy nhưng vẫn không biết phải làm thế nào để cho nó hết được Thầy biết chỉ giúp con cách thoát ra khỏi nó được không ạ?" À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 10 của Nguyễn Thị Tâm. "Cháu có hiện tượng trên đầu như vậy, đây là các loại âm phá cháu đó." Khi các loại âm phá cháu Cháu cười và nói: "Phá nữa đi, đồ cô hồn. Tao không sợ đâu." Cháu nói như vậy vài lần, thì cô hồn không phá cháu nữa cháu đừng có sợ cháu phải trực diện nói với nó thì cô hồn sợ cháu cháu hãy nhớ câu người nào nhát thì cô hồn mới phá vì vậy nhân gian có câu ma bắt coi mặt người ta người nào nhút nhát thì ma hù hoài thế giới ma quỷ trần ai Người nào nhút nhát, tay sai cô Hồng Ngày ngày cúi lại cô hồn. Cả đời suốt kiếp tớ hồn vì ngu. Muốn giải thoát đừng có tu lo tạo công đức, chớ tu làm gì. Câu hỏi 11 của Nguyễn Thị Tâm, hiện sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Câu đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hiểu thế nào cho đúng ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 11 của Nguyễn Thị Tâm. Câu đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hiểu như sau Đồng thanh tương ứng là cùng tiếng nói hợp thì làm chung với nhau được. Đồng khí tương cầu là cùng chí hướng thì hợp tác với nhau được bền lâu. Câu này nhân gian hay nói đồng vợ đồng chồng, tác bể đông cũng càng. Câu hỏi 12 của Nguyễn Thị Tâm, hiện sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Tất cả các tánh Phật ở Phật giới đều có chung mục đích là vào thế giới loài người mượn thân và tánh người để tạo công đức rồi trở về Phật giới để mang một kim thân Phật ý của con và mọi người hiện tại cũng như tương lai sau này là chúng con muốn tạo ra công đức vô lượng để sau này sau khi chết trước là được dễ dàng trở về phật giới sau là để có pháp thân lớn mong thầy hãy vì con và mọi người ở hiện tại và tương lai mà nói cho con và họ biết cách làm thế nào để tạo công đức vô lượng ạ à. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 12 của Nguyễn Thị Tâm. Phần này, cháu và những người tu theo Thiền tông muốn có công đức vô lượng trở về Phật giới để có kim thân Phật lớn thì hãy làm như sau. Cháu cố gắng tìm những câu hỏi nào thật hay hỏi bác. Bác trả lời, người nghe họ hiểu, tức giác ngộ. Mỗi người ngộ đạo, cháu có một công đức một ngàn người ngộ đạo thì cháu có một ngàn công đức đó Chuyện cháu tạo công đức dễ như ăn cơm Không làm gì hết cho mệt Câu hỏi 13 của Nguyễn Thị Tâm Hiện sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc Con nghe trong phần giải đáp trước có câu Là tất cả các đạo khác lập ra ở trái đất này thì rất dễ Còn đạo Phật lập ra thì lại rất khó nhưng thầy chưa trả lời, hôm nay con và mọi người cũng rất muốn biết lý do vì sao, mặc dù con không biết là con có đủ đô để hỏi câu hỏi này với thầy hay không, nhưng con vẫn muốn hỏi, mong thầy trả lời cho con và mọi người cùng được biết ạ. À. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 13 của Nguyễn Thị Tâm. Cháu nghe trong phần giải đáp trước có câu là tất cả các đạo khác lập ra ở trái đất này thì rất dễ còn đạo phật lập ra thì lại rất khó nhưng bác chưa trả lời hôm nay cháu muốn biết lý do tại sao bác nguyễn nhân trả lời cho cháu rõ hai lý do như sau lý do một các đạo do vị thánh chủ trái đất lập ra ba đạo gồm một là đạo thần lập ra để hành các lễ và thực thi nhân quả đây là nhu cầu của loài người ở trái đất không ai ngăn cản nên đạo thần lập ra rất dễ hai là đạo thánh lập ra để dạy con người sống trong nhân nghĩa lễ trí tính đây là nhu cầu của loài người ở trái đất không ai ngăn cản nên đạo thánh lập ra rất dễ ba là đạo tiên lập ra để dạy con người sống an nhàn sống không phạm pháp không nhân quả đây là nhu cầu của loài người ở trái đất không ai ngăn cản nên đầu tiên lập ra rất dễ còn thánh chúa thế giới lập ra cũng ba đạo gồm một là đạo hiển linh giúp cho con người phát ra tưởng nhiều để vào đạo này tu có lợi ích cho người có tưởng nhiều đây là nhu cầu của loài người ở trái đất không ai ngăn cản vị thánh chúa lập ra đạo nên đạo hiển linh lập ra rất dễ hai là đạo tình thương giúp cho con người thương yêu nhau để sống yên bình với nhau trên trái đất này đây là đạo hay nhất ở trái đất không ai ngăn cản vị thánh chúa thế giới lập ra đạo tình thương nên đạo tình thương này lập ra ở trái đất rất dễ ba là đạo bác ái giúp cho con người bác ái đồng loại không sát hại nhau xem nhau là huynh đệ đây là đạo hay rất tuyệt ở trái đất nên không ai ngăn cản vị thánh chúa thế giới lập ra đạo bác ái này do đó đạo bác ái lập ra ở trái đất này rất dễ lý do hai đạo phật là do vị thái tử bồ tát thường hữu minh ở hành tinh cõi trời đau xuất xuống trái đất xin lập ra đạo Phật nhưng có đến sáu pháp môn tu ở trái đất này xem vị thái tử Bồ Tát Thường Hữu Minh là người ở hành tinh khác nên lập đạo rất khó vì sao khó vì ở trái đất này có đến 80 phần trăm là loài cô hồn thích giành vật của người khác đạo Phật của thái tử Bồ Tát Thường Hữu Minh ở hành tinh cõi trời đau xuất xuống trái đất xin lập ra xin các vị thần thánh tiên giúp đỡ các vị thần thánh tiên không dám giúp đỡ vì sợ các loài có hồn chiếm lấy đạo phật hành các nghề để kiếm tiền nên các vị thần thánh tiên không giúp đỡ nên đạo phật lập ra rất khó là vậy câu hỏi 14 của nguyễn thị tâm hiện sinh sống và làm việc tại hàn quốc trong một nhóm người trong đó chỉ có mỗi con là tu theo pháp môn Thiền Tông học này, mặc dù không ai biết là con tu theo pháp môn này, nhưng khi con tới gần họ thì họ lẩn tránh, vẻ mặt thì tỏ ra sợ nhưng lại rất ghét con. Vậy khi sinh hoạt chỗ đông người thì con phải làm sao ạ?" À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 14 của Nguyễn Thị Tâm. Trong một nhóm người trong đó có mỗi cháu là tu theo pháp môn thiền tông học này. Mặc dù không ai biết là cháu tu theo pháp môn này, nhưng khi cháu đến gần thì họ lẫn tránh, vẻ mặt thì tỏ ra sợ, nhưng lại rất ghét cháu. Vậy khi sinh hoạt chỗ đông người thì cháu phải làm như sau. Cháu đừng khi nào nói đến đạo nào hết. Ai nói đến đạo thì cháu không bàn đến. Ai nói đến hiển linh thì cháu cũng để ý đến Tự nhiên người ta không ghét cháu Câu hỏi 15 của Nguyễn Thị Tâm hiện sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc Trong một lần con nói chuyện với người đối diện Khi con phát ra tiếng nói thì bỗng nhiên có một lực đẩy ở trong người con phát ra rất mạnh Làm con giật mình và làm rung toàn thân Lúc này thân con nhẹ như không có trong khoảng thời gian 1 tới 2 giây xong mất, vậy hiện tượng này là như thế nào ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 15 của Nguyễn Thị Tâm. Đây là các loại âm ở trong người cháu xuất ra đó. Câu hỏi 16 của Nguyễn Thị Tâm, hiện sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có phải là những vị phật có công đức lớn khi vào thế giới loài người để hóa độ thì các vị phật lớn này thường ở vị thế là đóng vai thành bồ tát như ngài văn thù sư lợi hay ngài bồ tát phổ hiền hay là ngài duy ma cật để bên cạnh giúp đỡ vị phật đang tại thế hoàn thành nhiệm vụ hóa độ loài người phải không ạ à? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 16 của Nguyễn Thị Tâm. Theo nguyên tắc, những vị Phật dạy đạo thì phải có hai vị Bồ Tát và một vị cư sĩ phụ tá gồm một Vị Bồ Tát con thù có nhiệm vụ nhắc nhở người tu thiền tông không sử dụng tính người ngoài nhân, nghĩa, lễ, trí tính. 2. Vị Bồ Tát Phổ Hiền có nhiệm vụ nhắc nhở người tu thiền tông phải phá được sáu vô minh của tánh người ba cư sĩ duy ma cật có nhiệm vụ nói cho người tu thiền tông biết hai phần phần 1. muốn giải thoát thì đừng có tu lo tạo công đức mang trở về phật giới thành phật phần 2. muốn làm thầy thì tu miệt mài Niêm mật chứng quả tánh thì được làm thầy và làm thánh ở trái đất này. Câu hỏi 17 của Nguyễn Thị Tâm hiện sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Hai người có hiện tượng là khi người A phát ra cái gì thì người B nhận được tần sóng đó và biết được người A kia đang phát ra cái gì. Ngược lại, người B phát ra cái gì thì người A kia lại biết được người B đang phát ra cái gì. Trường hợp này có hai ý, con muốn hỏi là Ý thứ nhất có phải là hai người cùng chung tần số nên mới có sự tương tác qua lại như vậy không ạ? À? Ý thứ hai, liệu câu này có hiểu giống như câu đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu được không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 17 của Nguyễn Thị Tâm. Hai người A và B có tần số giống nhau thì hai người này có ý giống nhau. Hai người này có tính toán giống nhau, cũng gọi là hai người có lời nói và ý chí đồng thanh tương ứng, đồng ký tương cầu đó. Tiếp theo là câu hỏi của Lê Văn Phước Thọ, cư ngụ quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Con xin kính chào ban quản trị tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu và bác thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân. Con tên Lê Văn Phước Thọ, con sinh năm 2002, 19 tuổi. Con hiện cư ngụ tại số 156 đường An Dương Vương, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 0373649932. Con đang là sinh viên năm 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Con có tổng hợp 11 câu hỏi về Thiền tông, con xin được bác giải đáp. Con thành thật biết ơn ạ. À. Câu hỏi 1 của Lê Văn Phước Thọ, 19 tuổi. Hiện đang là sinh viên năm 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, tại sao có rất nhiều vị hỏi về quyển Giáo lý Đạo Phật Thiền tông như vậy? Có gì đặc biệt ở quyển giáo lý không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 1 của Lê Văn Phước Thọ. "Quyển Giáo lý Đạo Phật khoa học Phật lý Thiền tông Việt Nam mà trong đạo Phật gọi là Kinh Vô Tự rất đặc biệt như sau. Một, Quyển giáo lý này là tuyệt mật của đạo Phật. Hai, quyển giáo lý này chỉ dành riêng cho người tu muốn giải thoát đọc thôi. Ba, quyển giáo lý này đưa cho mấy vị thầy bán bùa, mấy vị thầy phép, mấy vị thầy cúng thì họ chửi và xé bỏ ngay nên gọi là đặc biệt. Câu hỏi 2 của Lê Văn Phước Thọ, 19 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin bác giải thích cho con câu Hữu tình đến gieo giống Nhân đức quả liền xanh Vô tình đã không giống Không tánh cũng không xanh Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 2 của Lê Văn Phước Thọ Bốn câu này Đức Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Dạy Đức Lục Tổ vậy Năng như sau Hữu tình đến gieo giống Người nào biết họ có tánh Phật Cũng gọi là hạt giống Phật nhân đức quả liền sanh gặp đức tốt hạt giống phật quả phật liền sanh vô tình đã không giống người nào không biết mình có tánh phật không tánh cũng không sanh thì tánh phật không mở ra bốn câu này ý đức ngũ tổ hoàng nhẫn dạy lục tổ quệ năng như sau người nào biết họ có tánh phật thì dạy pháp môn giải thoát này còn người nào không biết mình có tánh Phật Thì không dạy cho họ pháp môn giải thoát này Nếu dạy họ như nút đổ lá môn không dính được Câu hỏi 3 của Lê Văn Phước Thọ, 19 tuổi Hiện đang là sinh viên năm 2 tại thành phố Hồ Chí Minh Thưa bác, vì sao nói Thiền thanh tịnh là nơi cực lạc Người thanh tịnh đã khác người trần Sống riêng trong cõi tinh thần trao dồi tâm trí sắc thân chẳng màng. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 3 của Lê Văn Phước Thọ. Tu thiền thanh tịnh là sống an lạc. Tu thiền thanh tịnh là không như người bình thường. Chỉ sống với tánh chân thật của mình là tánh người và tánh Phật. Sống không hơn thua, không tranh giành, vân vân. Câu hỏi 4 của Lê Văn Phước Thọ, 19 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, con có thể tải các đĩa thiện tông của bác, rồi con chia sẻ lên Facebook được không bác? Có phạm vào cướp công đức của người khác không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 4 của Lê Văn Phước Thọ. Cháu có thể tải các đĩa thiện tông của bác, rồi chia sẻ lên Facebook bình thường là được. Ai hiểu là cháu có công đức Còn tranh giành với người khác là không được Câu hỏi năm của Lê Văn Phước Thọ, 19 tuổi Hiện đang là sinh viên năm 2 tại thành phố Hồ Chí Minh Thưa bác, trong kinh An Vị Phật có đoạn Chỉ cần thanh tịnh suốt ngày Tâm mình phát sáng thấy ngay niết bàn Vậy làm sao để được thanh tịnh suốt ngày thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi năm của Lê Văn Phước Thọ Phần này cháu phải tập, tâm phát sáng thấy ngay nước bàn, là cháu phải có công đức nhiều mới thấy được. Câu hỏi 6 của Lê Văn Phước Thọ, 19 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, có cách nào giúp người tu thiền tông được vững bước, không thoái lui không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 6 của Lê Văn Phước Thọ. Tu thiền tông được vững bước, không thoái lui thì phải tu như sau. Cháu đang học thì lo học, lớn lên cháu có gia đình phải lo cho gia đình, có tổ quốc phải lo cho tổ quốc. Không cầu xin ai lại lục ai ở trái đất này, vì là nơi ngũ thú tạp cư. Ở trái đất này mà tu đúng là đi hưởng phước, tu sai là làm hoa báo hay xuống địa ngục. Đặc biệt cháu phải hiểu thật rõ ba phần: một tổ chức trái đất như thế nào? 2. Tổ chức cõi vô hình ra sao? 3. Mục đích của đạo lập ra để làm gì? Thì cháu mới vững bước tu thiền tông học này được. Câu hỏi 7 của Lê Văn Phước Thọ, 19 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, xin bác giải thích cho con hiểu về vô sáng địa ngục. Các vị thầy hay nói nếu vào địa ngục vô gián sẽ ở mãi mãi nơi đây. Vậy có đúng không bác? Địa ngục này ở tầng mấy thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 7 của Lê Văn Phước Thọ. Địa ngục vô gián là địa ngục bị khổ sở không gián đoạn. Là địa ngục thứ 18, cũng gọi là địa ngục A Tỳ, tức sâu nhất. Đúng hay không? Bác không trả lời, vì mỗi người hiểu một cách. Cháu nghe người nào nói thuận lý thì cháu tin. Câu hỏi 8 của Lê Văn Phước Thọ, 19 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, người ta nói chép kinh địa tạng sẽ được công đức, có đúng không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 8 của Lê Văn Phước Thọ. Chép kinh địa tạng có phước đức chứ không phải có công đức. Thời văn minh khoa học là in ấn, không còn ai ngồi chép kinh nữa mà bỏ tiền ra photo kinh để tặng cho người khác nhưng phải là những quyển kinh hay sách có giá trị về thực tế và khoa học. Đừng photo những quyển kinh hay sách chuyên nói mơ hồ, hay mê tín tặng cho người khác. Họ quăng vô thùng rác thì cháu bị ác đức đó. Cũng như cúng tiền cho những thầy tu mà không biết giác mộ giải thoát là gì thì cháu cũng bị ác đức. Câu hỏi chính của Lê Văn Phước Thọ, 19 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, vào năm 1972, các nhà khoa học tìm ra dấu tích của một lò phản ứng hạt nhân. Họ xác định niên đại của nó khoảng 2 tỷ năm tại châu Phi. Vậy bác cho con hỏi, nó có phải là thứ sót lại của nền văn minh trong quá khứ không à? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi chính của Lê Văn Phước Thọ. Các nhà khoa học không biết thời gian 2 tỷ năm là bao lâu. Cháu phải biết, vật chất mà loài người tạo ra không thể tồn tại quá 10.000 năm, thì làm gì có lò phản ứng hạt nhân 2 tỷ năm tại phía châu? Lò phản ứng hạt nhân ở châu Phi được các nhà khoa học nước Đức xây dựng vào năm 1903. Khi nước Đức chiếm được Krapon làm thuộc địa, nên người Đức mới xây dựng lò phản ứng Urani ở núi Urani của nước Gabon, Phi Châu từ năm 1903. Khi người Đức thua trận Thế chiến thứ hai vào năm 1945, các kỹ sư người Đức bị quân đội Mỹ và Nga bắt một số và một số chết, nên lò phản ứng này bị bỏ hoang. Đến năm 1972, người ta mới khôi phục lại nhưng không sử dụng. Rồi tuyên truyền lọ phản ứng này đã tồn tại gần 2 tỷ năm, vậy mà cũng có người tin. Rồi người bị hiển linh đùa, nay lại bị các nhà khoa học đùa nữa. Thật là uốn mang thân người, là trí trời vật nhất ở hành tinh này. Câu hỏi 10 của Lê Văn Phước Thọ, 19 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, Kim Tử Tháp có phải là dấu tích của nền văn minh hiện đại ở quá khứ không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 10 của Lê Văn Phước Thọ. Kim tự tháp được xây dựng cách nay khoảng 2.700 năm, tức trước Đức Phật Thích Ca khoảng 150 năm, cuối thời kỳ độ đồ đồng, chuyển sang thời kỳ văn minh. Câu hỏi 11 của Lê Văn Phước Thọ, 19 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA nói thiên hà Andromeda, thiên hà tiên nữ sẽ va chạm với thiên hà Milky Way, có hệ mặt trời chúng ta trong đó, trong khoảng 3,75 tỷ năm nữa. Vậy sự va chạm này có làm xáo trộn trật tự các tam giới không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 11 của Lê Văn Phước Thọ. Theo quyền ký của Đức Phật dạy, trái đất chúng ta đang sống tuổi thọ là 10 tỷ năm trong ruột trái đất trái khí hydro 10 tỷ năm mới trái hết nên trái đất bị rã ra hiện nay trái đất này tồn tại được 7 tỷ rưỡi năm rồi tức tuổi thọ của trái đất còn 2 tỷ rưỡi năm nữa là hết khí hydro tự tan rã trái đất cứ 10.000 năm bị lòi người văn minh đánh nhau trí tử bằng các loại bom nguyên tử bom khí tử bom điện tử bom quang tử vân vân tiêu diệt nhau đưa con người từ thời văn minh trở lại thời kỳ đồ đá khi loài người đánh nhau bằng các loại bom tiêu diệt sự sống gần hết ban bệ trời tứ thiên vương mới cho ném các viên đá to để sang bằng những công trình mà loài người văn minh xây dựng để xóa hết tàn tích của người văn minh còn cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa nói thiên hà andromeda Thiên Hà Tiên Nữ sẽ va chạm với Thiên Hà Milky Way có hệ mặt trời chúng ta trong đó trong khoảng 3 tỷ 750 triệu năm nữa. Đây là của các nhà khoa học nói. Cháu hiểu bằng khoa học để tìm hiểu những nhà khoa học nói đúng hay sai. Đến giờ phút này mà các nhà khoa học còn không biết trái đất đang quay và bay trong không gian với tốc độ 1.800 km một giờ. Tiếp theo là các câu hỏi của nhóm Thiền Tông Mỹ Phước, Bình Dương. Người đại diện hỏi là Phật gia Thiền Tông Nguyễn Văn Hoàng. Bình Dương, ngày 3 tháng 10 năm 2021. Thưa bác Nguyễn Nhân, cả nhóm chúng con chúc bác luôn mạnh khỏe. Con là Phật gia Thiền Tông Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1976. Hiện cư ngụ Mỹ Phước 1, Bến Cát, Bình Dương. Điện thoại 0972 497408. Hôm nay, con đại diện cho nhóm Thiền tông Mỹ Phước Bình Dương nhờ bác giải đáp giúp cho nhóm Thiền tông chúng con 13 câu hỏi như sau. Câu hỏi 1 của nhóm Thiền tông Mỹ Phước Bình Dương. Trong một tam giới có 45 hành tinh có sự sống, vậy 45 hành tinh trong một tam giới có ẩn ý liên quan gì đến thân tứ đại và quá trình chuyển hóa tàn thức của người tu Thiền tông không ạ? À? Xin bác giải thích cho nhóm chúng con được rõ ạ. À. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 1 của nhóm Thiền Tông, Mỹ Phước, Bình Dương. Trong một tam giới có 45 hành tinh có sự sống. Vậy 45 hành tinh trong một tam giới có ẩn ý liên quan gì đến thân tứ đại và quá trình chuyển hóa tàn thức của người tu Thiền Tông không? Hoàn toàn không. Chắc cháu phải hiểu. Ai cũng là một cá thể riêng, tạo nghiệp riêng theo nhân quả riêng, có nhiều người bị tai nạn chung gọi là trùng nghiệp, tức những người này các đời trước cùng chung thực hiện một việc gì đó nên phải trả nghiệp chung vậy. Câu hỏi 2 của nhóm Thiền tông Mỹ Phước Bình Dương. Tánh Phật và mượn tánh người để tạo công đức, được sự trợ giúp của tánh tiên, tánh thánh, tánh thần giúp cho tánh người tạo công đức cho tánh Phật mang về. Vậy trường hợp nào tánh Phật mới nhờ ba tánh trên trợ giúp cho tánh người tạo công đức được trong sáng. Nhờ bác giải thích rõ cho nhóm chúng con được rõ thông ạ? À. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 2 của nhóm Thiền Tông, Mỹ Phước, Bình Dương. Tánh Phật vào mượn tánh người để tạo công đức, được sự trợ giúp của các tánh tiên giúp tánh người nhàn hạ không tin tầm bậy mà bị nhân quả. Tánh thánh giúp tánh người sống nhân nghĩa lễ trí tính để đúng tư cách của một con người tánh thần theo quản lý tánh phật mượn thân mà tánh người nếu tạo công đức giao cho ban nghi lễ thần thánh tiên hành lễ tiễn hay dặn dò đường trở về phật giới tạo nghiệp giao cho ban thần thực thi nhân quả còn không tu không tin gì ở trái đất điện tử âm dương biến thể này chỉ lo cho gia đình và tổ quốc thì vị thần quản lý giao cho họ tộc tái sanh làm người ở trong họ tộc đây là nhiệm vụ của các vị thần thánh tiên luôn luôn theo sát mỗi người đến khi nào chuyển qua thân xác khác câu hỏi 3 của nhóm thiền tông mỹ phước bình dương thưa bác người tu theo pháp môn thiền tông cho đúng thì phải căn cứ vào quyển giáo lý đạo phật khoa học vật lý thiền tông hoặc những lời giải đáp trên trang mạng thiền tông com thì mới đúng phải không bác còn nếu tu thiền tông mà không bị sai thì phải nghe những lời bác chưa từng nói ra từ trước đến nay trên trang thiền tông com có đúng không bác theo như chỗ hiểu của con là có hai ý một bác nói chưa từng nói ra một lời nào là sai cả hai là phải nhờ bác giải đáp kể từ ngày hôm nay trở về sau cả hai ý có đúng không bác? Nếu không đúng nhờ bác giải rõ cho nhóm chúng con được rõ thông ạ. À. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 3 của nhóm Thiền Tông Mỹ Phước Bình Dương. Bác nói cho các cháu nghe. Bác căn cứ vào giáo lý của Đức Phật dạy. Bác nói lại cho các cháu nghe, các cháu lấy sự hiểu biết khoa học để hiểu, đừng tin liền. Thấy thuận lý mới tạm tin, còn không thuận lý thì thôi nếu các cháu tinh đại là người không có trí tuệ. Kể từ hôm nay, bác sẽ trả lời về chiều sâu của pháp môn thiền tông học này. Các cháu có thắc mắc, cứ hỏi. Thấy đúng khoa học, tạm tin. Các cháu đừng tin liền là người không sáng suốt. Câu hỏi 4 của nhóm thiền tông Mỹ Phước, Bình Dương Nhiệm vụ chính của tánh Phật vào thế giới loài người Mượn cái hành của tánh người để tạo công đức để mang về Phật giới để được thành Phật. Ngoài ra, tánh Phật không cần làm bất cứ thứ gì nữa ở thế giới loài người, phải vậy không bác? Nhờ bác giải rõ cho nhóm chúng con được rõ ạ. À. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 4 của nhóm Thiền Tông Mỹ Phước Bình Dương. Đúng rồi, nhiệm vụ chính của tánh Phật vào thế giới loài người là mượn thân và tánh người tạo công đức để mang trở về Phật giới thành Phật nếu tánh phật mà mượn thân và tánh người để tu, ai làm chuyện gì khác là bị nhân quả không trở về phật giới được. câu hỏi năm của nhóm thiền tông mỹ phước bình dương. thưa bác, khi tánh phật và mượn tánh người để tạo công đức, vậy tánh phật có cần tuân thủ nguyên tắc gì của thế giới vật lý âm dương này vậy bác? sau khi tánh phật đã tuân thủ nguyên tắc, thì tánh người mới đồng thuận tạo công đức cho tánh phật mang về vậy tánh người biểu hiện như thế nào là đồng thuận tạo công đức xin bác giải đáp giúp cho nhóm chúng con được rõ thông ạ à. bác nguyễn nhân trả lời câu hỏi 5 của nhóm thiền tông mỹ phước bình dương thế giới này là thế giới cuốn hút vật chất và âm dương tánh phật mượn thân và tánh người tạo công đức thì cứ lo tạo đừng nghe ai nói gì cũng tin tin mà làm nữa là bị nhân quả phải theo luân hồi tánh phật mượn thân mà tánh người phải tuân thủ khi mang thân người như sau một sống nhân nghĩa lễ trí tính để đúng tư cách con người hai sống nhàn hạ đừng có làm gì hết mà bị nhân quả chờ ngài vị phật cho công bố pháp môn giải thoát ra học công thức tạo công đức mang trở về phật giới 3. Sống lo làm ăn, đừng nghe ai nói gì cũng tin mà bị nghiệp. 4. Sống có gia đình, phải lo cho gia đình. 5. Sống có tổ quốc, phải lo cho tổ quốc. Đây là quy tắc sống của tánh Phật, mượn thân và tánh người sống ở trái đất này. Câu hỏi 6 của nhóm Thiền Tông Mỹ Phước Bình Dương Thưa bác, trong quá trình tạo công đức mà mình chạy ra bên ngoài kêu gọi tìm kiếm nguồn công đức Như vậy có được trong sáng không bác? Còn một người, họ không cần chạy đi tìm hay kiếm Mà họ tùy duyên khi nào người khác cần hỗ trợ Thì mình mới chia sẻ Như vậy có đúng với tinh thần tạo công đức trong sáng không bác? Xin bác giải rõ cho nhóm chúng con được rõ thông ạ à? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 6 của nhóm Thiền Tông, Mỹ Phước, Bình Dương Quá trình tạo công đức làm bất cứ phương tiện gì mà người khác hiểu pháp môn thiền tông học này là các cháu có công đức muốn công đức trong sáng thì các cháu đừng có chấp thì công đức trong sáng câu hỏi 7 của nhóm thiền tông mỹ phước bình dương thưa bác người tu theo pháp môn thiền tông thực hiện được 3 phần như ham muốn giải thoát cố gắng tạo ra công đức rõ thông lộ trình đường về phật giới Vậy có cần học thêm những gì trong giáo lý chưa công bố ra nữa không bác? Nếu cần, vậy học thêm những gì? Xin bác giải rõ cho nhóm chúng con rõ thông ạ. À. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 7 của nhóm Thiền Tông, Mỹ Phước, Bình Dương. Ba phần nêu trên là đủ rồi, không cần gì hết. Câu hỏi 8 của nhóm Thiền Tông, Mỹ Phước, Bình Dương. Thưa bác, người tu Thiền Tông làm việc gì thì cứ làm việc đó. Khi thuận duyên thì tạo ra công đức và ham muốn học rõ công thức đường về Phật giới. Hằng ngày con hay tụng kinh sám hối của Thiền Tông và thường hay lấy chú dược sư ra chữa bệnh. Dạ con làm như vậy có ảnh hưởng đến con đường giải thoát không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 8 của nhóm Thiền Tông Mỹ Phước Bình Dương. Tu Thiền Tông không làm gì hết. Đói ăn, mệt ngủ, lo việc nhà. Nhà nước bảo làm gì thì làm nấy. Kinh sám hối thiền tông không cần tụng Kinh này đã thu trong máy Cháu mở ra trong nhà Có hai cái lợi Lợi một Người âm không ở trong nhà mình Lợi hai Người âm nào nghe mà thích Xin vị thần quản lý trở lại làm người Để tu thiền tông Thì cháu có công đức đó Câu hỏi chính của nhóm thiền tông Mỹ Phước Bình Dương Thưa bác Người mà nghe đọc sách thiền tông mà họ ngộ được tánh Phật chân thật của họ. Vậy người này có công đức không bác? Người này đang mắc căn bệnh ung thư thời kỳ cuối. Họ vẫn quyết chí tạo công đức, nhưng vẫn chưa có cơ duyên nào giúp họ tạo thêm công đức. Vậy sau khi họ chết, có được trở về Phật giới không bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi chính của nhóm Thiền Tông Mỹ Phước Bình Dương. Người mà nghe, đọc sách Thiền Tông mà họ ngộ được tánh Phật chân thật của họ không có công đức người đang mắc căn bệnh ung thư thời kỳ cuối họ biết chí tạo công đức có công đức thì bị thần cho về không có công đức thì bị thần không cho về người bị bệnh này cứ mở máy nghe hai bài một ăn vị Phật hai sám hối người âm nghe mà họ hiểu là có công đức Người âm nghe à, xin vị thần trở lại làm người là có công đức nhiều. Câu hỏi 10 của nhóm Thiền Tông Mỹ Phước Bình Dương. Thưa bác, hiện nay bác có truyền riêng bí kiếp Thiền Tông cho vị nào chưa bác? Mà hiện nay trong nhóm nội bộ có người chia sẻ có sự kỳ đặc trái chiều so với 11 quyển sách trước đây mà bác viết lại. Liệu người này chia sẻ có đúng với lộ trình của pháp môn Thiền Tông không bác? xin bác giải rõ ràng cho nhóm chúng con được rõ thông ạ. À. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 10 của nhóm Thiền Tông Mỹ Phước Bình Dương. Truyền thừa bí kíp Thiền Tông bác chưa truyền cho ai. Người nào hiểu Thiền Tông mà ngộ Tánh Phật, tức hiểu Tánh Phật thì mới chia sẻ được. Còn chưa ngộ tánh chia sẻ thì rất nguy hiểm. Câu hỏi 11 của nhóm Thiền Tông Mỹ Phước Bình Dương. Thưa bác. Pháp môn đạo Phật khoa học vật lý thiền tông có phải là huyết mạch mà ba đời chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai áp dụng chung mạch nguồn để giúp cho loài người thoát ra ngoài vòng vật lý âm dương để trở về nguồn cội của chính mỗi người, có đúng vậy không bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 11 của nhóm Thiền tông Mỹ Phước Bình Dương. Câu hỏi và nói ý nghĩa của các cháu rất đúng. Câu hỏi 12 của nhóm Thiền Tông Mỹ Phước Bình Dương. Thưa bác, người tu theo pháp môn Thiền Tông là phải tu bằng trí tuệ sáng suốt. Vậy pháp môn Thiền Tông Đức Phật dạy bốn chữ: buông, dừng, thôi, dứt. Người tu bằng trí tuệ phải biết áp dụng thêm chữ về. Như vậy có đúng với người tu bằng trí tuệ không bác? Xin bác giải rõ cho nhóm chúng con được rõ thông ạ. À? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 12 của nhóm Thiền Tông Mỹ Phước Bình Dương. Các cháu thêm chữ về là sai. Câu hỏi 13 của nhóm Thiền Tông, Mỹ Phước, Bình Dương Thưa bác, nghe bác nói hiện nay người ngộ thiền trên văn tự thì nhiều, còn người ngộ thiền trên tri kiến Phật thì rất ít. Vậy người ngộ bằng tri kiến Phật là ngộ như thế nào? Còn ngộ trên văn tự là ngộ làm sao? Xin bác giải rõ cho nhóm chúng con được rõ thông ạ. À. Hôm nay tất cả nhóm chúng con xin chúc cho bác Nguyễn Nhân cùng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu luôn có nhiều sức khỏe và đồng nêu sáng ngọn hải đăng giúp cho tất cả mọi người biết rõ để trở về nguồn cội của chính mình. Nhóm Thiền Tông Mỹ Phước Bình Dương. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 13 của nhóm Thiền Tông Mỹ Phước Bình Dương. Ngộ thiền trên văn tự, đọc sách hiểu. Ngộ thiền bằng tri kiến Phật thì rất ít tức ngộ bằng tánh thấy tánh biết của tánh phật của mình bác nguyễn nhân cảm ơn các cháu đã hỏi bác nhân ban quản trị chùa thiền tông tân diệu cảm ơn tám vị và một nhóm phật tử thiền tông mỹ phước bình dương đã gửi câu hỏi đến thiền gia soạn giả nguyễn nhân Mọi thắc mắc về pháp môn thiền tông thì gửi Zalo cho một trong hai số điện thoại như sau. Số điện thoại 1 0792 400 843 Nhận câu hỏi thiền tông 1 Số điện thoại 2 0878 912 953 Nhận câu hỏi thiền tông 2 hoặc gửi câu hỏi qua email về địa chỉ thiền tông 2013 gmail com Về phần câu hỏi, xin độc giả vui lòng thực hiện các phần như sau. 1. Câu hỏi ngắn gọn, hỏi về pháp môn thiền tông học này. 2. Xin nêu tên và tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc rõ ràng. 3 kèm theo tấm ảnh màu 4 x 6 cm. 4. Những câu hỏi hay được ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu cho phát lên mạng thiền tông.com để nhiều người biết. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu